Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Hy Du Hoa Tùng của tác giả Xích Tuyết. Tập 45. Chương 441. Tư tưởng quý phi biến đổi. Nam tử trẻ tuổi nghe vậy, thân thể run lên mãnh liệt, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, cạch một tiếng quỳ trên mặt đất, thanh âm run rẩy nói, đệ tử ra mắt sư tôn. Bất quá, nam tử trẻ tuổi này chính là người lần trước đã bị Lưu Phong đánh bại, cuối cùng dùng thuật huyết độn để chạy thoát. Đó chính là Viêm Chánh. Còn lão giả chính là sư phụ của Viêm Chánh, Độc Cô Nhất Ma. Được rồi, đứng lên đi. Lão đầu lạnh nhạt hỏi, thương thế đã khỏi hẳn rồi chứ? Viêm Chánh vội vàng gật đầu, nói, sư phụ, thương thế của đệ tử đã khỏi hẳn. Chỉ là thanh kiếm vẫn chưa đoạt được về. Xin sư tôn trách phạt. Độc Cô Nhất Ma khẽ cười, không cần phải lo, cơ hội đoạt lại thánh kiếm còn rất nhiều. Quan trọng nhất bây giờ là phải tìm được Bạch Khiết. Lần trước ta dùng nguyên thần để trợ giúp ngươi, đã cảm ứng được khí tức của Bạch Khiết ở đó. Nếu ta đoán không lầm, một phần phân thân của Bạch Khiết hiện đang ẩn trong thể nội tu chân của tên Lưu Phong kia. Ngươi hãy nghĩ cách dụ tên tiểu tử đó đến Thánh Sơn. Nghĩ về trận chiến với Lưu Phong lúc trước, Viêm Chánh vẫn còn chút run sợ, sư phụ, đệ tử không phải đối thủ của hắn. Chỉ sợ làm việc này không tốt. Không sao. Độc Cô Nhất Ma cười nói, sư tôn lần này sẽ truyền thêm cho ngươi một thành bất tử tà khí. Chỉ cần Bạch Khiết không ra tay, thì dù ngươi đã mất thánh kiếm, ngươi vẫn có cơ hội. Viêm Chánh nhỏ giọng hỏi, sư tôn, chẳng lẽ cấm chế của Thánh Sơn chỉ có Bạch Khiết mới giải trừ được sao? Không còn cách nào khác. Nếu còn cách khác, ngươi tưởng rằng sư tôn sẽ cam tâm bị trấn áp ở đây nhiều năm như vậy sao? Độc Cô Nhất Ma thầm thở dài một tiếng, lão phu tung hoành ngang dọc tu chân giới, chẳng hề nghĩ có ngày lại bị nhốt trong cấm chế của Thánh Sơn. Thật là không cam tâm mà, ta đã chịu đựng đủ rồi. Ta muốn xuất sơn, tiêu diệt những kẻ đã cấm chế ta năm đó. Ha ha, dù cho bọn chúng có chết hết hoặc phi thăng rồi thì vẫn còn môn nhân của chúng, ta cũng sẽ không bỏ qua một người nào. Viêm Chánh, ngươi còn thích thánh nữ không? Độc Cô Nhất Ma đột nhiên hỏi. Viêm Chánh đang định trả lời thì Độc Cô Nhất Ma đã cười dâm, nói, đứa con gái đó trên người có khí tức thánh linh, nếu dùng để làm lô đỉnh thì không còn gì tốt bằng. Ừm, sao không nói gì vậy? Ngươi vẫn còn thích thánh nữ đó sao? Độc Cô Nhất Ma lại lên tiếng hỏi. Viêm Chánh do dự một lúc, trong mắt hiện lên một đạo dị sắc, nói, sư phụ, con tiện nhân đó đã phản bội đệ tử. Uổng một tấm chân tình của đệ tử, con hận không thể chặt xương đốt thành cho bụi. Làm gì còn nửa điểm yêu đương nào? Tốt, không hổ là đệ tử của Độc Cô Nhất Ma ta. Tốt lắm, con tiện nhân đấy đích thực là phải chịu sự trừng phạt. Bất quá, Độc Cô Nhất Ma cười dâm một tiếng, nếu có cơ hội, ngươi hãy bắt nó về đây, vi sư sẽ lấy nó làm lô đỉnh tu luyện, giúp ngươi chút. Giận, Viêm Chánh có chút biến sắc, nhưng cuối cùng hắn vẫn gật đầu, sư tôn yên tâm, đệ tử sẽ không làm người thất vọng. Được rồi, đêm nay vi sư sẽ truyền cho ngươi một thành bất tử tà khí, đồng thời dạy ngươi thêm vài đạo bất tử pháp ấn cao thâm hơn. Ta nghĩ thế giới này, ngoài mấy lão bất tử đang ẩn cư ra, thì sẽ chẳng có mấy người là đối thủ của ngươi nữa. Độc Cô Nhất Ma ngạo thị trời cao, huýt sáo một tiếng sáo dài vút tận trời cao, tựa như thiên địa nộ hào. Viêm Chánh có chút run sợ, hiểu rằng mình đi theo Độc Cô Nhất Ma có chút mạo hiểm. Hắn đích thực là một tên ma đầu hoàn toàn, một tên ma đầu ăn thịt người cũng không nhả xương ra. Bất quá dưới tình huống hiện nay, hắn chỉ còn cách đi theo Độc Cô Nhất Ma, ngoài ra thì chẳng còn đường nào để đi nữa rồi. Một lúc sau, Độc Cô Nhất Ma thu lại một quang, quay người lại nhìn vào hang động thần bí phía sau hắn, cười âm hiểm, bao nhiêu năm rồi. Ta cuối cùng cũng rời khỏi được động khẩu này, sau này, ta nhất định tìm một cách triệt để nhằm thoát khỏi Thánh Sơn. Ha ha ha, sau khi Thái tử Phi rời đi không lâu, Ân Quý Phi đã cùng nha hoàn Đóa Đóa quay về tẩm cung. Nàng liếc mắt ý vị thâm trường nhìn Lưu Phong, ân cần hỏi thăm, Phong Nhi, rốt cuộc Thái tử Phi tìm ngươi vì việc gì thế? Vì sao mà phải thần thần bí bí như thế? Chân tướng đương nhiên không thể tiết lộ được. Lưu Phong hờ hững nói, còn không phải là việc của hộ bộ nữa sao? Ồ, Ân Quý Phi mặc dù có chút không tin, nhưng cũng không tra cứu thêm. Dừng một chút, đôi mắt Ân Quý Phi nhìn chằm chằm vào Lưu Phong, ân cần hỏi, Phong Nhi, nói cho ta biết, rốt cuộc vị trí của cô trong lòng ngươi là như thế nào?
vì sao mấy ngày nay rồi mà không hề đến thăm ta? Lưu Phong nao nao, vốn tưởng rằng trải qua chuyện lần trước thì Ân Quý Phi sẽ cẩn thận và xa lánh chính mình, nhưng hiện tại xem ra những lo lắng của mình tựa hồ không có căn cứ. Cô, Phong Nhi còn tưởng rằng, nhìn Ân Quý Phi thần sắc trách cứ, Lưu Phong cũng không biết nói cái gì cho tốt. Hai tử này, ngươi đâu có làm sai chuyện gì, cô sao có thể trách ngươi được chứ? Ân Quý Phi tự nhiên biết tâm tư của Lưu Phong, chuyện hoang đường lần trước tại phòng Lưu Phong, nếu nói cho đúng thì đó là lỗi của nàng mà Lưu Phong cũng không có gì sai lầm. Dù sao cũng là do nàng câu dẫn Lưu Phong trước tiên. Vài ngày lúc đầu, Ân Quý Phi có cảm giác tội lỗi trong lòng. Nhưng theo thời gian, tâm nàng dần dần bình ổn trở lại, cảm giác tội lỗi trên lưng cũng dần dần biến mất. Một lần chật bánh cũng không nghiêm trọng lắm, phi tử trong cung không có ai là trong sạch cả. Nhất là một năm gần đây, đầu tiên là lão hoàng đế không gần nữ sắc, tiếp theo là lại song tu cùng xử nữ, phi tử hậu cung mỗi người đều tịch mịch vô cùng. Nơi thì cùng với cung nữ giao lưu, chỗ thì kêu thái giám đến giải quyết, kẻ thì lại, tự sướng. Tóm lại, hậu cung nhìn có vẻ sáng sủa, hấp dẫn, thực chất đằng sau nó là nơi ẩn giấu những điều dơ bẩn vô tận trong im lặng. So với những hành vi của kẻ khác, Ân Quý Phi cũng không cảm thấy tội lỗi lắm. Hơn nữa, hai người thủy chung cũng chưa vượt qua đạo phòng tuyến cuối cùng. Lưu Phong mỉm cười, bước tới vài bước, mũi người thấy một trận u hương từ trên thân thể mềm mại của Ân Quý Phi tán phát ra, nhẹ giọng nói, cô, cảm ơn người. Đôi mắt đẹp của Ân Quý Phi nhất thời trở nên nhu hòa, liếc nhìn Lưu Phong một cái, nghe ngươi nói kìa, người nói cảm ơn phải là ta. Chuyện lần trước là Phong Nhi giúp ta được thể nghiệm. Nói tới đây, mặc dù Ân Quý Phi vẫn duy trì tâm tình bình thường nhưng cũng không biết tiếp tục nói gì nữa. Lưu Phong cảm thấy u uất, Ân Quý Phi hoàn toàn hiểu nhầm ý nghĩa lời cảm ơn của mình. Tuy vậy hắn cũng không giải thích rõ ràng, có đôi khi giải thích chính là che giấu. Lưu Phong ánh mắt phức tạp liếc nhìn Ân Quý Phi một cái, tha thiết nói, cô, người kiên nhẫn đợi mấy ngày nữa, Phong Nhi sẽ nghĩ biện pháp đưa người xuất cung. Trước đó vài ngày, Lưu Phong nghĩ thẳng thắn, rốt cuộc cái gì đã thúc đẩy Ân Quý Phi bất chấp luân thường đạo lý, lớn mật như vậy. Sau đấy, hắn rốt cuộc cũng hiểu được, chính là sự tịch mịch và cô đơn, là thâm cung đại viện. Thái tử Phi chính là một ví dụ điển hình. Nhiều năm trời sống trong hậu cung tràn ngập âm mưu và tình cảm băng lãnh, cho dù là một nữ nhân bình thường rồi cũng bị bức vào cảnh điên rồ. Biểu hiện điên cuồng của Thái tử Phi hiện nay chính là thể hiện cho sự thèm khát quyền lực tột độ. Do vậy Ân Quý Phi mới có ham muốn như bây giờ. Nếu Ân Quý Phi không phải là Quý Phi, mà chỉ là một cô bình thường, Lưu Phong dám chắc, dưới bối cảnh xã hội này, cho dù chết nàng cũng không dám làm ra cái chuyện gian dâm đổi bại như vậy. Có thể khẳng định rằng, nếu để mặc Ân Quý Phi tiếp tục ở lại hậu cung, dứt khoát nàng sẽ trở nên điên cuồng. Nhưng, một phi tử hợp cách nếu muốn xuất cung cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Ít nhất, trong các triều đại trước đây cũng không có phát sinh trường hợp như vậy. Số mệnh phi tử thông thường đều rất bi thảm, cho dù chỉ phạm sai lầm ngớ ngẩn, cũng sẽ bị điều vào lãnh, cũng không phải bị trục xuất khỏi cung. Dù sao các nàng đều là nữ nhân của hoàng đế, mà nữ nhân của hoàng đế thì không thể lưu lạc bên ngoài được. Mặc dù đã hai lần hứa hẹn với Ân Quý Phi, nhưng cho đến nay Lưu Phong chưa nghĩ ra biện pháp nào thích hợp. Ân Quý Phi nghe vậy, đôi mắt đẹp khẽ chớp, liếc nhìn chất nữ tế tuấn mỹ, trong lòng thầm nghĩ, thật là một hài tử hiếu thuận. Một nam nhân tốt, đáng tiếc, hắn thủy chung là cháu rể của mình. Nếu tương lai thật sự có khả năng xuất cung, cùng hắn và Tố Tố ở cùng một chỗ thì thật là tốt biết bao. Ân Quý Phi nghĩ tới đây không kìm lòng được, sắc mặt ửng hồng, trong lòng run rẩy, thầm nghĩ, mình làm sao vậy? Sao lại luôn có ý nghĩ như vậy? Lưu Phong thấy Ân Quý Phi cau mày, vội vàng hỏi, cô, người làm sao vậy? Không có việc gì. Ân Quý Phi phục hồi tinh thần lại, lén liếc nhìn Lưu Phong, thần sắc tức thì khôi phục như thường, chủ động nắm tay Lưu Phong. Kéo hắn ngồi xuống cái ghế phía trước, ôn nhu nói, Phong Nhi, chúng ta nhiều ngày không gặp, đêm nay ngươi bồi tiếp ta nói chuyện được không? Lưu Phong bị đôi tay nhỏ bé trơn nhẵn của Ân Quý Phi nắm chặt, trong lòng không khỏi rung động, tựa như có đôi cánh bay lên. Lòng không tự chủ được nhớ tới đêm hoang đường ngày trước. Cô, Thái tử Phi là nữ nhân điên cuồng, người tốt nhất là không nên tiếp xúc nhiều với nàng ta. Sau khi hai người ngồi xuống, Ân Quý Phi vẫn nắm tay Lưu Phong như trước không chịu buông ra. Trong lòng Lưu Phong có chút dị động,
vội vàng chuyển đề tài nói chuyện. Ân Quý Phi nghe vậy mỉm cười nói, Phong Nhi, lá gan ngươi cũng thật là lớn, Thái tử Phi chính là nữ nhân quyền thế nhất đế quốc, ngươi không sợ nàng ta nghe được sao? Lưu Phong cười hắc hắc, kể cả đối diện, Phong Nhi cũng mắng nàng ta là nữ nhân điên rồ. Dừng một chút, Lưu Phong chính xác nói, cô, Phong Nhi nói thật, Thái tử Phi là nữ nhân mất trí, ngàn vạn lần không nên quan hệ mật thiết với nàng ta. Chương 442, Nghe Thường lo lắng. Ân Quý Phi thấy Lưu Phong nói tha thiết, vội vàng gật đầu, cô nghe ngươi. Được rồi, ngươi và Thái tử Phi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao ta có cảm giác các ngươi chủ tử không giống chủ tử, thần tử không giống thần tử? Trực giác nữ nhân khiến Ân Quý Phi sinh ra hoài nghi, chẳng lẽ Lưu Phong và Thái tử Phi cũng tồn tại một quan hệ mập mờ? Phong Nhi, có phải ngươi có chuyện gì gạt ta đúng không? Ân Quý Phi gắt giọng. Ân Quý Phi kỳ thật cũng là tùy tiện hỏi, lại không nghĩ rằng Lưu Phong quả nhiên có dối gạt nàng. Tuy nhiên nàng vẫn cười cười nói với Lưu Phong, Phong Nhi, ta có thể thông cảm cho ngươi. Tóm lại, ngươi phải cẩn thận là được, vạn nhất gặp việc gì khó khăn, ngươi cũng đừng quên nói cho cô. Cô mặc dù là hạng nữ lưu, nhưng cũng có thể chiếu cố ngươi ít nhiều. Lưu Phong xúc động, vội vàng gật đầu nói, cô, yên tâm, Phong Nhi cho tới bây giờ cũng không coi cô là ngoại nhân. Nghe Lưu Phong giải thích như vậy, Ân Quý Phi trong lòng rạng rỡ, ngẩng đầu lên, ánh mắt toát ra vẻ vũ mị, cười nói, tốt, ngươi nghĩ được như vậy, cô cũng an tâm. Được rồi, Phong Nhi, ta nhận được tin, nghe nói bệ hạ đối với đề xuất của ngươi về quân bộ rất là tán đồng. Mấy vị lão tướng quân thậm chí còn muốn lôi kéo gia nhập quân đội, tuy nhiên bệ hạ nói ngươi còn có trách nhiệm khác, nên đã ngăn cản. Lưu Phong thầm bật cười, kiến nghị này của ta đều là kinh nghiệm tiền nhân. Quả nhiên là sử dụng tốt, xem ra lần này hắn có cơ hội thể hiện trước mặt quân bộ rồi. Mặc dù tạm thời không có cách nào xâm nhập quân bộ, nhưng trước mắt cứ để lại ấn tượng tốt cũng được. Phong Nhi, chuyện hộ bộ cũng đã kết thúc, ngươi có đón Tố lên không? Ân Quý Phi dò hỏi. Lưu Phong gật đầu, sau mấy ngày nữa, Phong Nhi sẽ rời Di Hồng Viện ở Giang Nam về đây. Ân Quý Phi vốn định chỉ thăm dò một chút, lại nghe những lời ấy, trong lòng không khỏi run lên, đôi mắt đẹp nhìn Lưu Phong, nhẹ giọng nói, cũng tốt. Ân Quý Phi cảm thấy tâm tình mâu thuẫn, một mặt nàng hy vọng Ân Tố mau chóng tới đây, như vậy nàng sẽ có cơ hội áp chế những ý nghĩ tà ác. Nhưng mặt khác, nàng lại không mong Ân Tố tới nhanh như vậy. Nàng biết, nếu Ân Tố đến đây thì sau này cơ hội ở chung một mình cùng Lưu Phong sẽ ít đi nhiều. Hai người nói chuyện cho tới nửa đêm, Lưu Phong đứng dậy cáo từ, cô, bây giờ cũng không còn sớm nữa, Phong Nhi cũng phải trở về, sau mấy ngày nữa sẽ trở lại thăm người. Ân Quý Phi tựa hồ có chút không muốn, cửa cung e là đã đóng rồi. Không sao, Lưu Phong cười nói, chỉ là bức tường tầm thường, sao có thể làm khó Phong Nhi được, là như vậy à, vậy cô không thể giữ ngươi lại. Ân Quý Phi thoáng do dự một chút, hờ hững nói, Phong Nhi, lần sau nhớ đem trả lại nội khố của cô. Lưu Phong nghe vậy, nhất thời ngẩn ra, vô thức gật đầu, xoay người phi thân vọt lên trên trời. Bóng đêm thâm trầm, sắc trời tối đen như mực, mây đen dày đặc chậm chậm di chuyển trên cao. Vài tia sét lóe lên, sấm đánh ầm ầm, tức thì mưa to xối xả, mưa bão hung bạo đã bắt đầu. Trên phiêu hương cốc mỹ lệ, sự thanh bình vẫn như ngày nào, hoa cỏ ngập tràn trên tất cả thung lũng và những ngọn đồi, dù trong đêm mưa gió, vẫn vươn cao như trước, nhảy múa theo từng cơn gió. Trong biệt viện, tại một gian biệt phòng, cửa sổ vẫn mở rộng như trước, mưa gió vẫn lặng yên bay tới. Nhưng dù thế nào cũng không thể tiến vào phòng, chỉ bay tới cửa sổ là bị một lực lượng vô hình ngăn cản. Ánh đèn đặt trên bàn ở trong phòng lay động ngắt quãng, lúc tối lúc sáng. Một nữ tử tuyệt sắc đang ngồi dưới đèn, yên lặng ngắm nhìn ánh đèn. Một đôi mắt tú mị động lòng người, sống mũi thẳng tắp cùng với bờ môi hoàn hảo phối hợp với đôi vai mảnh dẻ vừa cao quý mà lại không mất đi sự thanh nhã. Sự u sầu phảng phất như được sinh ra dưới lớp vải lụa, càng đem lại một cảm giác ôn nhu động lòng người. Nàng chính là phiêu hương cốc tam sư tôn Nghê Thường. Thanh đăng, hồng nhan, tịch mịch, mưa gió, trong đêm khuya hiu quạnh, còn hiện ra chút thê lương. Xa xa ngoài cửa vang lên tiếng cước bộ nhẹ nhàng, Nghê Thường bất chợt giật mình, nhìn lại cửa sổ. Mặc dù đêm tối mưa gió, nhưng cũng không ảnh hưởng tới thị lực của nàng nhị tỷ tới. Đúng vậy,
người đến chính là Phiêu Hương Cốc nhị tôn giả, Thủy Mị Nhi. Không lâu sau cửa mở, một trận gió núi cũng theo đó mà vào, hôn ám trên bàn nhất thời tiêu biến, nhìn qua giống như là muốn tiêu diệt lẫn nhau. Tuy nhiên, ánh đèn lúc này lại có vẻ rất ương ngạnh, mặc dù chớp động không ngừng, nhưng không hề có vẻ lu mờ. Đến sau khi người đó đóng cửa, ánh đèn lờ mờ lại trở nên sáng ngời. Tam muội, đã trễ thế này, sao còn không nghỉ ngơi, muội có tâm sự gì sao? Thủy Mị Nhi cũng là tuyệt sắc nữ tử, một thân bạch sắc quần áo, trên vai khoác một mảnh lụa hồng, y phục toàn thân bó sát song nhũ, gò ngực hiện lên một nửa, da rẻ mịn màng. Vóc người duyên dáng hiện ra không sót một điểm nào, kiều diễm vũ mị cực kỳ. Nhị tỷ, đã thế này, sao tỷ còn không nghỉ ngơi? Nghe Thường đứng dậy, kéo tay nhị tỷ đi tới giường gấm, cùng ngồi xuống. Sau khi ta kết thúc tu luyện, thấy đèn trong phòng muội vẫn sáng, biết muội có tâm sự nên mới sang xem. Thủy Mị Nhi nhẹ nhàng nói, Nghe Thường lặng im một hồi, tự nghĩ về điều gì đó. Một lúc lâu sau, nàng ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói, nhị tỷ, tỷ thử nói xem rốt cuộc đại tỷ làm sao vậy. Từ sau lần bí mật gặp Phong Nhi trở về, không hề thấy đại tỷ cười nữa. Muội lo lắng, không biết có phải Phong Nhi làm cho đại tỷ tức giận hay không. Thủy Mị Nhi thở dài một tiếng nói, Phong Nhi biết rõ chúng ta ủng hộ Đông Cung, nhưng khắp nơi đều gây rắc rối với Đông Cung. Đại tỷ tức giận cũng là có nguyên do như vậy. Nếu không, muội cùng ta tìm cơ hội xuống núi đi tìm Phong Nhi, thuận tiện thuyết phục hắn, không được là đại tỷ tức giận nữa. Được rồi, lần trước đại tỷ nói cho chúng ta về chuyện Phong Như Binh, ý muội thế nào? Thủy Mị Nhi đột nhiên hỏi. Nghe Thường suy nghĩ một chút, nói, Phiêu Hương Cốc luôn luôn chỉ thu nhận nữ đệ tử, không thu nam đệ tử, muội không đồng ý. Hơn nữa, muội nghĩ Phong Như Binh cũng không có ý gì tốt. Thủy Mị Nhi nhíu mày nói, tỷ cũng nghĩ như vậy, nhưng ý tứ của đại tỷ tựa hồ không khoan nhượng. Mặc kệ, dù sao muội cũng không đáp ứng. Nghe Thường mân mê miệng, làm nũng nói, nhị tỷ, tỷ cũng không được đồng ý. Cả hai chúng ta đều không đồng tình thì đại tỷ cũng sẽ không quyết định dứt khoát đâu. Thủy Mị Nhi trầm tư một chút, lập tức gật đầu, ừm, tỷ đáp ứng muội. Phiêu Hương Cốc chúng ta có một Phong Nhi là đủ rồi, hà tất phải thu nhận một số nam nhân như vậy. Muội biết nhị tỷ là tốt nhất mà. Nghe Thường cười vui vẻ. Ngừng một chút, Thủy Mị Nhi chuyển chủ đề, hỏi, tam muội, muội có nhận thấy sự khác thường của đại tỷ không? Khác thường gì cơ? Nghe Thường suy nghĩ một chút, nói, ngoại trừ chuyện Phong Như Binh, muội thấy đại tỷ rất bình thường mà. Thủy Mị Nhi suy nghĩ một chút, lôi kéo tay Nghe Thường hỏi, tỷ lại nghĩ đại tỷ lần này trở về có chút khác thường, mấy lần đều cùng ta nói chuyện Phong Nhi khi bé. Hơn nữa còn hỏi tỷ có thấy Phong Nhi giống với trước đây không? Nghe Thường lo lắng, đại tỷ nói chuyện này là ý tứ gì? Chẳng lẽ nghĩ rằng Phong Nhi biến thành xấu xa sao? Thủy Mị Nhi lắc đầu, tỷ, xem ra đại tỷ không phải ý đó, tỷ nghĩ đại tỷ tựa hồ hoài nghi tính chân thật của Phong Nhi. Nghe Thường bật cười, Phong Nhi là do muội đem từ Đại Tuyết Sơn trở về, từ nhỏ nhìn hắn khôn lớn, chẳng lẽ nó còn có thể giả sao? Nói thật, không riêng gì đại tỷ, ngay cả tỷ cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Thủy Mị Nhi nói một mạch hết hoài nghi trong lòng mình ra. Nghe Thường vốn không hề cẩn thận nghĩ tới, nay chính tai nghe nhị tỷ nói như vậy, nhất thời cũng nhíu mày. Một lúc lâu sau, nàng ngẩng đầu lên nhìn Thủy Mị Nhi, lo âu hỏi, nhị tỷ, tỷ nói chuyện này là gì vậy? Nhìn bộ dáng lo lắng của Nghe Thường, Thủy Mị Nhi mỉm cười, không cần lo lắng, bất kể nói như nào, rốt cuộc Phong Nhi cũng là Phong Nhi, chỉ là so với trước kia thông minh hơn rất nhiều. Kỳ thật, biến hóa của Phong Nhi đối với chúng ta mà nói, chỉ có thể là chuyện tốt chứ không phải là điều xấu. Bất quá tỷ dám chắc, đại bệnh của hắn trước đây đã có thay đổi gì đó. Không được, muội phải đi hỏi Phong Nhi một chút. Nghe Thường có chút lo lắng, bộ dáng tựa như muốn đi ngay lập tức. Các bạn đang nghe chuyện Hy Du Hoa Tùng của tác giả Xích Tuyết tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 443, tình kiếp. Tam muội, muội quá lo lắng rồi. Đại tỷ trong khoảng thời gian này không phải là đã cho phép chúng ta xuống núi rồi sao? Thủy Mị Nhi suy nghĩ một chút nói, mùng 8 tháng sau, tỷ muội chúng ta đồng thời xuống núi, cùng Phong Nhi nói chuyện. Nghe Thường gật đầu, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Ừm, muội nghe lời tỷ. Dừng một chút, Thủy Mị Nhi thoáng do dự một chút hỏi, tam muội,
nghe đại tỷ nói trong khoảng thời gian gần đây tâm trí muội không được yên à? Nghe Thường nghe vậy, sắc mặt nhất thời ảm đạm, trong lòng tựa hồ có ngàn lời muốn nói, lời lên đến miệng nhưng không thể nói ra. Tam muội, muội tâm trí không yên, kỳ thật tỷ cũng có chút phát hiện. Thủy Mị Nhi chăm chú nói, tam muội, muội nói cho tỷ biết, muội có đúng là nảy sinh tình cảm ngoài tình thầy trò với Phong Nhi hay không? Nghe Thường nghe vậy thân thể khẽ run lên, ánh mắt có chút bối rối, trong khoảng thời gian ngắn thật sự không biết trả lời như thế nào. Thủy Mị Nhi thở dài một tiếng nói, tam muội, muội có biết tại sao Phiêu Hương Cốc chúng ta lại không thu nam đệ tử không? Thứ nhất, tuyệt học phiêu hương chỉ thích hợp cho nữ tử tu luyện. Thứ hai, tu luyện tuyệt học phiêu hương chính là tối kỵ động tình cảm nam nữ. Cho nên, sư tổ mới đặt ra quy củ không thu nhận nam đệ tử. Thủy Mị Nhi thở dài một tiếng nói, vốn ta cũng không biết, chỉ là gần đây đại tỷ mới nói cho ta nghe. Nghe Thường nhất thời đã hiểu ra, có phải đại tỷ kêu tỷ tới đây khuyên muội không? Thủy Mị Nhi gật đầu, không sai, chính là đại tỷ kêu ta nói cho muội biết. Tâm pháp của môn phái chúng ta so với các môn phái khác không giống nhau. Vạn lần không thể đối với nam nhân nảy sinh tình cảm, nếu không tâm trí sẽ không yên, dẫn tới tâm ma. Nghe Thường nghe vậy, sắc mặt có chút tái nhợt, cắn môi không nói lời nào. Thủy Mị Nhi thấy thế, buồn bã nói, tam muội, xem ra muội quả nhiên đối với Phong Nhi đã nảy sinh tình cảm nam nữ. Thủy Mị Nhi có khẽ dài nói, chuyện này cũng đúng thôi, muội ngày nào cũng nhớ tới hắn, trong lòng tự nhiên cũng sẽ nảy sinh loại tình cảm vi diệu này. Muội nên làm cái gì bây giờ? Nghe Thường có chút bối rối, nắm chặt hai tay Thủy Mị Nhi. Thủy Mị Nhi nhíu nhíu mày, suy nghĩ một hồi nói, tam muội, muội sẽ từ bỏ sao? Nghe Thường suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Thủy Mị Nhi, thống khổ lắc đầu, muội cũng không biết, muội thật sự không biết. Thủy Mị Nhi yêu thương vuốt ve mái tóc Nghe Thường, nhẹ giọng nói, mặc dù muội không thừa nhận, nhưng ta và đại tỷ đều biết, muội sẽ tuyệt đối không từ bỏ tình cảm với Phong Nhi. Nhưng có một số chuyện, muội phải đưa ra quyết định, nếu không đối với muội hay Phong Nhi đều có ảnh hưởng. Bây giờ, trước mặt muội có hai con đường. Thủy Mị Nhi ngôn ngữ trở nên chăm chú nói, thứ nhất, muội quên tình cảm với Phong Nhi, bế quan tu luyện 10 năm vong tình đại pháp. Thứ hai, dũng cảm đối mặt. Đại tỷ mấy ngày trước hao phí tu vi tính toán cho muội, chuyện muội và Phong Nhi trên thực tế chính là tình kiếp của muội. Nếu muội may mắn vượt qua tình kiếp này, đối với chuyện tu luyện của muội sẽ rất tốt. Đại tỷ nói, nếu muội thuận lợi vượt qua lần tình kiếp này, tương lai tiền đồ sẽ không giới hạn, cho dù là chuyện vạn người mong muốn là phi thăng cũng không phải là chuyện khó. Lựa chọn thứ nhất, đối với muội mà nói, có chút tàn nhẫn, nhưng lại là biện pháp tốt nhất. Lựa chọn thứ hai, muội phải mạo hiểm tinh thần và hy sinh tinh thần. Nếu có thể vượt qua tình kiếp này thì quá tốt, nếu như thất bại, hình thành tâm ma, tu vi của muội có thể vì vậy mà bị hủy. Tam muội, chuyện cần nói tỷ đã nói hết, muội tự mình lựa chọn như thế nào? Thủy Mị Nhi nhẫn nại nói. Nghe Thường vẫn như trước tâm tình rối loạn, nàng đối với Lưu Phong tới cùng là loại tình cảm gì, ngay cả chính nàng cũng không rõ ràng lắm, cho nên bây giờ nàng cũng không biết phải làm sao. Thủy Mị Nhi lạnh nhạt nói, tam muội, nếu muội lựa chọn từ bỏ, đại tỷ đã kêu ta đem vong tình đại pháp tới cho muội, muội tùy lúc có thể bế quan. Nói xong Thủy Mị Nhi xuất ra một quyển sách màu vàng. Nghe Thường ngây người một chút, lập tức đẩy quyển sách màu vàng ra, cắn cắn môi nói, không, muội không muốn, không muốn từ bỏ. Dừng một chút, Nghe Thường nhãn tình kiên định nói, nhị tỷ, ta lựa chọn con đường thứ hai. Bất kể tình cảm của ta với Phong Nhi là loại gì, muội đều muốn đối mặt. Thủy Mị Nhi vừa mừng vừa lo, mừng vì quả nhiên mình không nhìn nhầm, tam muội quả thật tính tình là vậy, lo âu chính là nếu tương lai thất bại, vậy sẽ như thế nào đây? Tam muội, nếu muội lựa chọn đối mặt tỷ và đại, tỷ cũng không thể ngăn cản muội. Bất quá, muội trước tiên phải có chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, Thủy Mị Nhi nghiêm túc nói. Nghe Thường kiên định gật đầu nói, vâng, muội biết. Nhị tỷ, tỷ và đại tỷ yên tâm đi, muội nhất định thuận lợi vượt qua tình kiếp. Lựa chọn con đường này, Nghe Thường tâm tình nhất thời dễ chịu đi không ít. Lòng tin cũng là một sức mạnh cường đại, tình kiếp không phải dễ dàng như vậy. Tam muội, muội nhất định phải cẩn thận, Thủy Mị Nhi dặn dò. Vâng, muội sẽ cẩn thận. Nhìn Nghe Thường vẻ mặt 10 phần tin tưởng, Thủy Mị Nhi trong lòng khẽ thở dài, có lẽ chính mình cũng muốn đi trên con đường của tam muội. Ây da, sao cái tên tiểu quỷ đó
tại sao trong lòng ta luôn xuất hiện bóng dáng hắn? Thủy Mị Nhi trong lòng âm thầm than. Chuyện Thủy Mị Nhi không ngờ tới chính là kinh nghiệm tình kiếp không chỉ có nàng và Nghê Thường. Có chút chuyện một khi nói rõ ra cũng sẽ không còn thần bí nữa. Thủy Mị Nhi nhìn Nghê Thường cười hắc hắc, tam muội, muội cuối cùng là đã nảy sinh tình cảm với tiểu quỷ đó khi nào vậy? Còn không thành thật khai báo. Nghê Thường đỏ mặt, cúi đầu, không dám nhìn Thủy Mị Nhi, một lúc lâu mới ngại ngùng nói, khi nào à? Muội đối với Phong Nhi chỉ có tình cảm trưởng bối. Nói xạo a, à, tam muội, ngay cả tiên tử băng thanh ngọc khiết như muội mà cũng có lúc nói xạo sao? Thủy Mị Nhi mập mờ cười hỏi, đáng ghét, nhị tỷ đáng ghét, muội trong lòng đang rối bời, vẫn chưa nghĩ ra. Nghe Thường thẹn thùng nói, bất quá trong lòng cũng có chút ngọt ngào. Được rồi, nhị tỷ, không phải tỷ với Phong Nhi cũng có ý nghĩ đó sao? Nghe Thường đột nhiên công kích lại, cười nói, muội nhớ kỹ, khi chia tay, tỷ cố tình để cho Phong Nhi ăn đậu hũ mà. Nghe Thường lời này không giả dối, nàng chính xác thấy rõ ràng. Thủy Mị Nhi bất ngờ nhưng cũng không thẹn thùng, cười nói, tiểu quỷ đó muốn sờ mông ta, thì ta để cho hắn sờ, có gì đâu. Nghe Thường nghe vậy thiếu chút nữa té xỉu, lời như vậy mà cũng có thể nói được sao? Không mắc cỡ, Nghe Thường cắn cắn môi nói, sao vậy? Chẳng lẽ muội ghen với ta? Thủy Mị Nhi cười nói không chừng, tương lai ta có thể còn cướp mất tiểu quỷ của muội. Không cần cướp. Nghe Thường thật tâm nói, nếu nhị tỷ cũng thích Phong Nhi, ta nhất định sẽ chia cho tỷ một nửa. Kỳ thật cũng không sai, đúng rồi, nếu chúng ta đều thích Phong Nhi, vậy sau này có thể tiếp tục ở cùng một chỗ. Thủy Mị Nhi một trận xấu hổ, Nghe Thường cũng là khéo tưởng tượng. Được rồi, không nói nữa. Chúng ta lên kế hoạch một chút, nói như thế nào với đại tỷ, mùng 8 tháng sau đi thăm tiểu quỷ. Tiểu quỷ xuống núi quậy phá, không biết đã hại bao nhiêu nữ nhân rồi. Xem ta lần này xuống núi như thế nào thu thập hắn. Thủy Mị Nhi hừ một tiếng nói. Nghe Thường mập mờ cười cười, nhị tỷ, chẳng lẽ tỷ cũng ghen? Đáng ghét. Thủy Mị Nhi mặt trắng không còn chút máu liếc Nghe Thường một cái, không hề tức giận nói, đó là tiểu nhân tình của muội, tỷ chỉ muốn chút giận dùng muội thôi. Nghe Thường có chút thẹn thùng nói, là tiểu nhân tình của tỷ. Nhị tỷ, dám chắc tỷ cũng thích Phong Nhi. Nghe Thường cười nói, ta có chứng cớ, tỷ từ nhỏ đã bắt Phong Nhi tới kêu tỷ thức dậy, cũng không biết tỷ đã để cho Phong Nhi ăn bao nhiêu đậu hũ rồi. Thủy Mị Nhi nghe vậy không khỏi có chút nhớ tới thời gian trước kia. Lưu Phong trước khi bệnh nặng, mỗi lần hắn đều theo quy củ của mình kêu mình thức dậy, cũng không dám liếc mắt nhìn mình một cái. Nhưng là sau khi bệnh nặng, hai mắt trong sáng lại trở nên có chút không thành thật, luôn cố ý hay vô tình nhìn chằm chằm vào ngực mình. Nhớ kỹ một lần, nàng không cẩn thận, không mặc nội y, vậy mà hai mắt tên tiểu tử lớn mật dám nhìn chằm chằm vào giữa hai chân mình. Lúc đang nhìn, nàng rõ ràng thấy, trong khố của tiểu quỷ rõ ràng đang bị đội lên. Nghĩ tới đây, Thủy Mị Nhi không khỏi mặt đỏ lên. Nghe Thường cũng nhân cơ hội trêu chọc, he he, nhị tỷ quả nhiên bị muội nói đúng. Nhị tỷ xinh đẹp như thế, thật là tiện nghi cho Phong Nhi a. Đáng ghét, muội trêu chọc tỷ, cẩn thận tỷ thật sự cùng muội tranh giành. Thủy Mị Nhi như con nít nói. Nghe Thường đang muốn nói chuyện, nhưng ngoài cửa lại vang lên tiếng của Tần Thủy Giao, nhị muội, tam muội các ngươi cùng ở đây à. Chương 444, xuống núi. Nghe Thường và Thủy Mị Nhi nghe vậy nhất thời hoảng sợ, không biết nãy giờ nói chuyện có bị nàng nghe thấy hay không. Dừng một chút, Nghe Thường vội vàng ứng tiếng nói, đại tỷ, đã trễ thế này, tỷ sao lại tới đây? Bên ngoài gió lớn, tỷ vô đây đi. Nói xong Nghe Thường và Thủy Mị Nhi cùng đứng dậy đón Tần Thủy Giao tiến vào. Ta thấy phòng của muội đèn còn sáng, nghĩ muội có tâm sự nên đến xem sao. Vừa lúc nhị muội cũng ở đây, ta đang muốn kiếm các muội nói chuyện đây. Đẩy cửa ra, Tần Thủy Giao tiến vào, trên mái tóc đen tuyền óng ả khẽ cài một cây châm, tóc buông xõa trước ngực. Nổi bật nhất là cây châm bằng ngọc bích được tạo hình rất đặc biệt, đỉnh là một đóa hoa sen được chế tạo tinh xảo. Quần áo màu tím bằng lụa mỏng, một thân thể hoàn mỹ là lướt hiện ra. Sau khi ba người ngồi xuống, ánh mắt Tần Thủy Giao hướng đến Nghe Thường nhẹ giọng nói, chuyện ta lo lắng cuối cùng cũng xảy ra. Tam muội, nếu muội đã có lựa chọn của mình, đại tỷ ta cũng không muốn can thiệp, chỉ là hy vọng tương lai muội không vì lựa chọn hôm nay mà hối hận. Nghe Thường cảm thấy nôn nao, lập tức cẩn thận hỏi, đại tỷ
tỷ đã biết hết rồi sao? Thủy Mị Nhi thần sắc có chút cổ quái, đại tỷ, có phải tỷ đã đến đây lâu rồi không? Tần Thủy Giao không phủ nhận, gật đầu nói, không sai, đúng vậy, muội vừa tới không lâu thì ta tới, chính là các muội không phát hiện ra mà thôi. Nghe Thường nghe vậy sắc mặt có chút ửng hồng. Nói như vậy, những chuyện vừa rồi mình mà nhị tỷ nói, tất cả đại tỷ đều nghe hết rồi. Sự thật đúng là như vậy, Tần Thủy Giao vốn không muốn hiện thân, chỉ là sợ hai nàng càng nói càng hoang đường nên mới hiện thân đi ra. Đại tỷ, muội và tam muội vừa rồi chỉ là nói giỡn mà thôi, tỷ ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Thủy Mị Nhi vội vàng giải thích. Giải thích hay là che giấu thì trên mặt Thủy Mị Nhi cũng hiện lên nét bối rối, Tần Thủy Giao tựa hồ nhìn ra một ít dấu hiệu không bình thường. Mặc dù nàng trong tâm đối với Thủy Mị Nhi có chút tự tin, nhưng là nàng hiểu được, gặp lúc thích hợp cũng phải nói chuyện này với Thủy Mị Nhi. Ừm, tỷ biết. Tần Thủy Giao tùy ý lên tiếng, lập tức chuyển giọng nói, nhị muội, lần trước ta và các muội đã nói qua chuyện phòng Như Bình nhập môn, các muội thật sự không đồng ý sao? Nghe Thường cương quyết nói, đúng vậy, muội không đồng ý. Đại tỷ, phòng Như Bình kia rốt cuộc là ai? Chúng ta ngay cả thông tin về hắn cũng không rõ ràng lắm, há có thể để cho hắn gia nhập bổn môn. Hơn nữa, tỷ quên là môn phái chúng ta không cho phép thu nhận nam đệ tử a. Tần Thủy Giao nhàn nhạt, thản nhiên nói, vậy Phong Nhi thì sao đây? Đã có một lần ngoại lệ, tại sao không thể có một lần ngoại lệ thứ hai? Tần Thủy Giao cau mày hỏi. Thủy Mị Nhi mở miệng nói, đại tỷ, tam muội nói đúng. Phong Như Bình kia tựa hồ không phải người tốt, muội cũng không đồng ý cho hắn nhập môn. Tần Thủy Giao nghe vậy, có chút thở dài nói, quên đi, nếu các muội đều phản đối, thì coi như ta chưa có nói qua đi. Nghe Thường nhẹ giọng nói, đại tỷ, xin lỗi đã làm cho tỷ khó xử rồi. Không có gì, Tần Thủy Giao ôn nhu cười nói, Phiêu Hương Cốc chúng ta bốn tỷ muội, đại tỷ không thể tự quyết định, nếu các muội không đồng ý chuyện này. Dừng một chút, Tần Thủy Giao đột nhiên hỏi, các muội muốn đi gặp Phong Nhi? Nghe Thường vội vàng gật đầu nói, đúng, tiểu quỷ làm cho đại tỷ tức giận, muội muốn đi hảo hảo giáo huấn hắn. Tần Thủy Giao ý vị liếc mắt nhìn Nghe Thường một cái, trầm tư một chút nói, được rồi, ngày mùng 8 tháng sau muội đi đi. Đại tỷ, ta muốn đi cùng tam muội. Thủy Mị Nhi thận trọng hỏi. Không được, Tần Thủy Giao cương quyết nói, tam muội xuống núi đối với muội ấy cơ duyên đã tới, cũng nên xuống núi một phen, nhưng muội thì không được. Tháng sau Hỏa Long sẽ trưởng thành, muội phải ở lại sơn môn cùng tỷ luyện chế Hỏa Long đan. Nghe Thường hơi lè lưỡi ra, năn nỉ, đại tỷ, tỷ để cho nhị tỷ cùng đi với muội đi. Tần Thủy Giao nghiêm túc nói, được rồi, mùng 8 tháng sau, muội một mình xuống núi tìm Phong Nhi, chuyện này quyết định như vậy. Đêm nay, tỷ đến tìm hai muội chính là muốn nói một chút chuyện về Phong Nhi. Nói đến Lưu Phong, Nghe Thường nhất thời khẩn trương lên, đại tỷ, muội biết Phong Nhi chọc giận tỷ, lần này xuống núi muội nhất định hảo hảo giáo huấn hắn, khuyên hắn không cùng Đông Cung đối nghịch nữa. Không cần, Tần Thủy Giao lạnh nhạt nói, tam muội, ngàn vạn lần không nên. Tần Thủy Giao sắc mặt nghiêm nghị, chăm chú nói, tam muội, muội lần này xuống núi, ngàn vạn lần không nên can thiệp vào sự nghiệp của Phong Nhi, hắn muốn làm cái gì thì cứ để hắn làm. Thủy Mị Nhi có chút kinh ngạc dò hỏi, đại tỷ, tỷ không phải đang nói giỡn chứ? Tần Thủy Giao mỉm cười nói, không giỡn, tỷ nói đều là sự thật. Tam muội, muội lần này xuống núi là vì trải nghiệm tình kiếp, những việc khác muội không cần can thiệp vào. Nghe Thường gật đầu lập tức hỏi, đại tỷ, muội có thể giúp đỡ Phong Nhi làm việc không? Tần Thủy Giao lạnh nhạt nói, đương nhiên có thể, ngoại trừ không nên làm ảnh hưởng đến quyết định của hắn, muội có thể vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Thủy Mị Nhi và Nghe Thường nghe Tần Thủy Giao nói xong, nhất thời kinh ngạc không thôi, đại tỷ như thế nào lại vòng vo như thế, thái độ của nàng đối với Lưu Phong không thể như thế mới phải chứ. Tần Thủy Giao tựa hồ đã sớm biết hai người sẽ kinh ngạc, suy nghĩ một chút rồi giải thích, nhị muội, tam muội, có một số việc tỷ bây giờ không thể giải thích, nhưng là có một chuyện tỷ phải giải thích rõ ràng. Phong Nhi có thể làm nên đại sự, nếu có thể, tương lai chúng ta cũng có thể nhờ cậy vào hắn. Thủy Mị Nhi nào nào nói, đại tỷ, tỷ nói Phong Nhi có thể tranh đoạt ngôi hoàng đế trong nhân gian. Đúng là như vậy, Tần Thủy Giao mỉm cười nói, hắn đã bắt đầu làm rồi. Nghe Thường trầm tư một lúc, tự nói với bản thân, trách không được hắn luôn cùng Yến Vương và Đông Cung đối địch. Nguyên nhân là hắn trong lòng có ý định như vậy. Đại tỷ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?
Thủy Mị Nhi tất nhiên hy vọng Lưu Phong thành công, lớn mật đề nghị, hay là để cho tứ muội giúp hắn. Bây giờ còn chưa được, thời cơ chưa tới. Tần Thủy Giao phân tích nói, bây giờ tất cả đều chưa rõ ràng, vẫn còn chưa biết ngôi vị hoàng đế sẽ vào tay ai. Chuyện này đối với chúng ta rất trọng yếu, chưa tới lúc cuối cùng, chúng ta cũng không thể thay đổi quyết định năm đó. Nghe Thường có chút bất mãn, đại tỷ, nếu có tứ muội trợ giúp, chuyện lớn của Phong Nhi sẽ dễ dàng hơn một chút. Ta đương nhiên biết, chỉ là bây giờ tình thế không rõ, ta không thể đem Phiêu Hương Cốc ra đánh cuộc. Tần Thủy Giao sắc mặt nghiêm nghị nói, ta phải quan sát một thời gian, nếu có một ngày, thế lực của Phong Nhi ngang bằng Đông Cung và Yến Vương, ta sẽ để cho tứ muội giúp đỡ hắn. Hơn nữa, thân phận của Phong Nhi cũng phải chờ xác nhận. Ngừng một chút, thần sắc của Tần Thủy Giao đột nhiên trở nên ngưng trọng, nếu thân phận Phong Nhi không như ta suy đoán. Như vậy, nếu thế lực của hắn có ngang bằng Đông Cung và Yến Vương, tỷ cũng sẽ ra tay ngăn cản hắn. Thủy Mị Nhi và Nghê Thường nghe được có chút hồ đồ, đại tỷ, cuối cùng thân phận của Phong Nhi là gì? Tại sao tỷ? Tần Thủy Giao quay đầu liếc mắt nhìn Thủy Mị Nhi một cái, buồn bã nói, có một số việc bây giờ tỷ không thể nói, các muội hãy chờ đến ngày đó đi. Nghê Thường không giải thích được, khó hiểu nói, đại tỷ, ý tỷ là sao? Phong Nhi từ nhỏ do chúng ta nuôi nấng, là chúng ta nhìn hắn lớn lên, hắn còn có thể có thân phận gì? Không sai, đúng vậy, Phong Nhi đích thật là do ngươi cứu về từ Tuyết Sơn, nhưng là muội không nghĩ tới sao? Người nào lại tàn nhẫn bỏ một đứa nhỏ tại nơi nguy hiểm như vậy? Ngoài ra, muội biết thân thế của hắn sao? Cha mẹ hắn là ai? Nhà ở đâu? Tần Thủy Giao liên tiếp hỏi lại, làm cho Nghê Thường không biết trả lời như thế nào. Ngừng một chút, Thủy Mị Nhi hỏi, đại tỷ, nghe ý tứ của tỷ, muội cũng đoán được một chút thân thế của tiểu quỷ. Ừm, chỉ là một chút suy đoán, bây giờ vẫn chưa hoàn toàn dám chắc. Tần Thủy Giao khẽ cười một tiếng nói, tam muội, tỷ biết trong lòng muội thích Phong Nhi, nếu muội đã lựa chọn dũng cảm đối mặt. Đại tỷ cũng hy vọng muội cùng Phong Nhi có thể hảo hảo ở chung một chỗ. Mặc dù chúng ta bốn người không phải thân tỷ muội, nhưng là tình cảm qua bao nhiêu năm như vậy. Tin tưởng tỷ, tỷ sẽ không vì chuyện sư môn mà làm hại muội và Phong Nhi. Nghe Thường tỏ ra thông suốt gật đầu nói, vâng, muội biết. Tam muội, chờ khi muội gặp Phong Nhi, tỷ hy vọng muội có thể từ hắn hỏi ra thân phận thật sự của hắn. Đương nhiên, phải là do hắn tình nguyện nói ra. Nếu hắn không muốn, muội cũng không nên làm khó hắn. Lưu Phong chạy về hậu viện Thiên Thượng Nhân Gian thì ánh bình minh đã lên, Vương Đông Đông chờ hắn về cũng đã nhàm chán mà ngủ đi. Lưu Phong đi vào phòng mình, nhìn trên giường thấy Vương Đông Đông đang cuộn mình trong chăn, gương mặt đẹp tuyệt trần tựa hồ có chút không hài lòng. Đại ca, người đã trở về, đang muốn rời đi, nhưng lại không nghĩ rằng Vương Đông Đông đã bừng tỉnh. Các bạn đang nghe chuyện Hy Du Hoa Tùng của tác giả Xích Tuyết tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 445, Bàn luận trong đêm. Đôi mắt đẹp chớp chớp, Vương Đông Đông vẻ mặt kiều mị, đưa tay dụi dụi mắt. Bởi vì nhấc mình ngồi dậy, nên chăn mền đã rớt xuống, nhất thời một thân hình trần truồng trắng nõn trong suốt hiện ra. Thấy cảnh mê người đó, Lưu Phong âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Đi tới bên giường, quay về phía Đông Đông điên cuồng hôn lên đôi môi nàng, nàng tuy vừa mới tỉnh giấc nhưng cũng nhiệt tình đáp ứng lại. Trong khi mê loạn, Vương Đông Đông và Lưu Phong đã cùng ở trên giường, chỉ một thoáng quần áo Lưu Phong đã được cởi sạch, làm cho hắn bây giờ cũng trở thành một người trần truồng. Đông Đông, đêm nay lão công nhất định cho nàng sướng khoái như tiên. Lưu Phong hai tay nâng đầu Vương Đông Đông lên chăm chú nói. Cảm nhận được chân tình của nam nhân đối với mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Đông Đông nhất thời tràn đầy sự vui mừng, trong ánh mắt hiện lên vẻ nhu tình thân mật, đại ca, vừa rồi ta nằm mơ cùng người. Vừa nói, trong mắt nàng vừa toát ra một làn sương say đắm lòng người, phát ra một tia nhu tình. Đại ca, ôm chặt ta đi. Vương Đông Đông giật mình quàng lấy cổ, ôm Lưu Phong vào sát ngực mình hơn nữa, cảm thấy thân thể mềm mại nóng rực trong lồng ngực. Thân thể mềm mại kia còn phát ra mùi hương làm cho Lưu Phong nhất thời một trận sảng khoái. Hắn cười hắc hắc, tay ôm lấy Mỹ Đồn đặt trên đùi, bồng bồng nóng như lửa nhô lên chạm vào mép động của nữ nhân. Vương Đông Đông thân thể mềm mại run mạnh, tiếp đó lửa tình rực cháy, Mỹ Đồn khẽ nhấc lên, hang động thần bí mềm mượt tiến dần về phía trước, hướng tới bồng bồng rực lửa của Lưu Phong. Vương Đông Đông vươn đôi tay ngọc ngà,
như rắn quấn lấy cổ của Lưu Phong, đôi mắt đẹp một trận mê ly, cái miệng nhỏ nhắn ướt át kiều diễm nói, đại ca, ta muốn người bồi tiếp ta. Chóp mũi Lưu Phong ngửi thấy mùi hương từ miệng của Đông Đông tuôn ra, tâm thần một trận nhộn nhạo, vội vàng hạ thân thể xuống. Dùng miệng cắn lấy cái miệng nhỏ nhắn anh đào ấy, nhẹ nhàng khẽ hôn một cái, ôn nhu nói, bảo bối, lão công nhất định làm nàng vừa lòng. Đại ca, Đông Đông muốn hôn. Cánh tay ngọc của Vương Đông Đông căng ra, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, ấn sát vào, cái lưỡi đinh hương linh hoạt luồn lách trong miệng Lưu Phong mà mút. Lưu Phong kịch liệt đáp lại, hai bàn tay to lớn dùng sức xoa nắn hai cặp nhũ phong đầy đặn. Vương Đông Đông sung sướng phát ra một tiếng rên thỏa mãn, cái môi đỏ mọng cắn chặt miệng Lưu Phong, không ngừng dãy dụa vặn vẹo mỹ đồn từng trận kích thích cứ dâng lên. Lưu Phong hai bàn tay to lớn cảm nhận được sự kích tình của nữ nhân, không ngừng dùng sức xoa nắn. Cái miệng không ngừng cắn lấy đôi môi đỏ mọng, dùng sức mút vào, trong miệng tràn ngập hương thơm. Vương Đông Đông rên lên một tiếng, chính là lúc bàn tay của Lưu Phong đã tiến tới dưới bụng của nàng, chạm ngay cái chỗ mềm mại ấy. Vương Đông Đông thân thể mềm mại nóng như lửa đốt, nhất thời ngồi phịch xuống trong lòng Lưu Phong, ngực không ngừng rung động. Đại ca, Đông Đông muốn hát. Một trận sung sướng làm Vương Đông Đông không thể kiềm chế bản thân, thấp giọng duyên dáng kêu to. Thân thể càng ngày càng nóng, ngực phập phồng càng ngày càng nhanh, cái mũi ngọc hừ hừ dồn dập, chỗ mềm mại ngày càng sung sướng, rất là sung sướng. Lưu Phong trong lòng nhất thời nhu hòa, thấp giọng nói, Đông Đông, ta yêu nàng. Ba chữ đơn giản này, nhưng lại là một liều xuân dược mạnh nhất, nhất thời làm cho thân thể mềm mại của nữ nhân run mạnh lên. Đại ca, Đông Đông cũng yêu người, nhanh lên một chút bồi tiếp Đông Đông đi. Vương Đông Đông ngồi trong lòng Lưu Phong, cả người một tia khí lực cũng không có, thở gấp không ngừng, nhũ phong sung mãn cọ sát trên ngực của Lưu Phong. Đại ca, vừa rồi trong mộng của Đông Đông, người đã đưa ta lên mây. Vương Đông Đông mãnh liệt ôm lấy Lưu Phong, giọng nói run run, trong lòng không khỏi nhớ lại tư vị tuyệt vời trong mơ. Có đúng vậy không? Vậy bây giờ lão công sẽ lại cho nàng một lần, để nàng hảo hảo hưởng thụ một chút, được không? Lưu Phong kích tình trên người nàng nhanh hơn, tiến sâu vào đôi môi đỏ mọng. Vương Đông Đông run giọng nói, tốt, dùng sức để hí lộng muội. Hai, ngươi cùng nhau mây mưa, vừa nói những ngôn ngữ kích tình dâm dục, có thể nói là xuân tình nhất của con người. Vương Đông Đông cũng không biết bản thân đã làm bao nhiêu lần, chỉ biết toàn thân sướng khoái, vài lần đạt đến cực khoái, thân thể bay bổng, bên trong một trang viên lớn tại kinh thành. Ban đêm mờ mịt, gió nhẹ thổi, trung niên nam nhân như trước không có tâm tình tỉa tót hoa cỏ, trong bóng đêm như thế, cảnh đẹp như thế, vừa uống rượu vừa ca hát. Một chén rượu bồ đào ngon tuyệt, trung niên nam nhân giờ phút này đang cầm một cái ly tinh xảo, nhấm nháp rượu bồ đào do Tây Phương tiến cống. Còn ngon hơn rượu trúc diệp thanh trong cung đình, trung niên nam nhân rất thích loại rượu có màu đỏ như máu này của Tây Phương. Rượu bồ đào màu sắc rất giống máu người, mỗi khi chất lỏng màu máu này xuyên qua yết hầu xuống bụng, trung niên nam nhân không ngừng cảm thấy một trận hưng phấn. Đột nhiên, trong đêm tối yên tĩnh một tiếng động nhỏ vang lên. Trung niên nam nhân có chút nhíu mày, lập tức quát, Thanh Long, sao ngươi lại tới đây? Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh nhất thời xuất hiện trước mặt hắn, chính là người lần trước trung niên nam nhân sai giám sát Hắc Phượng Hoàng, một trong bốn hắc ám tứ vệ chính là Thanh Long. Chủ công, Thanh Long có chuyện gấp cần bẩm báo. Thanh Long hành lễ, đồng thời nói rõ mục đích của mình. Lần này đột nhiên trở về, cũng không phải do chủ công gọi về. Thanh Long lúc này tâm tình có chút sợ hãi, sợ chủ công sẽ trách tội mình. Nói đi, chuyện gì? Trung niên nam nhân lạnh lùng hỏi. Chủ công, ta đã gặp Huyền Vũ. Thanh Long cẩn thận trả lời, trên mặt kinh hoàng không thôi. Cái gì? Ngươi gặp Huyền Vũ? Trung niên nam nhân đột nhiên hỏi, ta không phải đã nói qua rồi sao? Không có sự cho phép của ta, hắc ám tứ vệ các người không thể tự tiện gặp mặt. Thanh Long, trong mắt các ngươi còn có chủ công ta hay không? Thấy chủ công tức giận, Thanh Long vội vàng giải thích, chủ công bớt giận, xin nghe ta giải thích. Trung niên nam nhân vung tay lên, uống cạn chén rượu bồ đào, ngẩng đầu lên, hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt không giận dữ nói, Thanh Long, ta biết ngươi là người biết quy củ. Hy vọng ngươi có thể giải thích cho ta tin tưởng, nếu không ngươi biết như thế nào rồi đó. Thanh Long có chút sợ hãi, vội vàng nói, Thái Cực Huyền Thiên phong ấn của Phong Linh Cung bắt đầu bị rung động. Cái gì? Trung niên nam nhân nghe vậy, thân thể run mạnh, thiếu chút nữa là làm rớt chén rượu xuống đất,
Thái cực huyền thiên phong ấn như thế nào lại rung động? Chẳng lẽ hắn muốn đi ra? Chuyện xảy ra lúc nào? Tại sao Huyền Vũ không trực tiếp hồi báo cho ta? Thanh Long giải thích, nghe Huyền Vũ nói thì chuyện xảy ra một tháng trước, vốn hắn muốn trực tiếp hồi báo người, nhưng vì trấn áp thái cực huyền thiên phong ấn, nên hắn vẫn không dám ra khỏi cung. Ngày hôm qua, hắn vừa mới có một chút thời gian, đúng lúc cảm nhận được hơi thở của ta, cho nên mới lớn mật cùng ta gặp mặt, để cho ta cấp báo, cho chủ công biết. Trung niên nam nhân có chút khẩn trương, tự nói với bản thân, như thế nào lại như vậy? Thái cực huyền thiên phong ấn tại sao lại rung động? Chẳng lẽ đây thật là kiếp số sao? Dừng một chút, trung niên nam nhân ngẩng đầu lên, lạnh lùng hỏi, Huyền Vũ còn nói gì thêm không? Thanh Long thấp giọng nói, Huyền Vũ để ta cấp báo cho chủ công, tốt nhất là hãy chuẩn bị, thái cực huyền thiên phong ấn rung động, có thể là do người kia đã tu luyện thành quỷ tiên. Khi hắn tu luyện thành công, đó cũng là lúc phong ấn mất hiệu lực hoàn toàn. Quỷ tiên. Trung niên nam nhân thở dài một tiếng, điều này sao có thể, chẳng lẽ ta phải thất bại trong tay hắn? Thanh Long, sau khi trở về nói cho Huyền Vũ, kêu hắn đem thuộc hạ của mình trấn áp phong ấn ở Phong Linh Cung thật tốt, không tới lúc bất đắc dĩ, ngàn vạn lần không thể buông tha. Cho dù có dùng hết thuộc hạ của Huyền Vũ cũng không thể để người kia đi ra, nếu không cố gắng 20 năm qua của chúng ta hoàn toàn uổng phí, tính mạng của chúng ta cũng không thể đảm bảo. Thanh âm trung niên nam nhân có chút uể oải, yên lặng một hồi, lạnh nhạt nói, thông chi cho Bạch Hổ, kêu hắn phối hợp với Huyền Vũ trấn giữ Phong Linh Cung. Thanh Long vội vàng nói, vâng. Trung niên nam nhân thoáng nhìn qua Thanh Long, cả nửa ngày, một hồi lâu, nhẹ giọng nói, nếu hắc ám tứ vệ các ngươi tạo thành tứ linh trận, có khả năng chống lại quỷ tiên không? Thanh Long cẩn thận suy nghĩ một chút nói, chủ công, sợ rằng không thể, quỷ tiên giống như tu chân giới tán tiên, tức là tu vi đạt đến thiên nhân kỳ cảnh giới cũng chưa hẳn có thể là đối thủ của hắn. Tập hợp thực lực của bốn người chúng ta, bày ra trận pháp, có lẽ làm cho hắn khó khăn một chút, nhưng là cuối cùng cũng không thể thắng được hắn. Chủ công, nếu người có thể mời vị tiên sinh kia, cùng chúng ta đồng thời liên thủ, phỏng chừng có khả năng đối phó với quỷ tiên. Thanh Long cẩn thận dò hỏi. Không được. Trung niên nam nhân lắc đầu, năm đó giúp chúng ta chế tạo Bắc Đẩu Thất Tinh chi ấn, hắn đã hao phí rất nhiều công lực. Không thể nào phi thăng nữa, lần này ta xem ra hắn rất khó có khả năng sẽ giúp đỡ chúng ta. Thanh Long có chút gấp gáp, nếu nói như vậy, một khi quỷ tiên thực lực đủ để tiêu diệt hết thảy lực lượng của chúng ta. Trước thế lực tuyệt đối trước mặt, dù có dùng âm mưu gì cũng không thể chống lại. Xin lỗi chủ công, ta tâm tình đích thực có chút kích động. Thanh Long cảm giác lời mình vừa nói có chút nóng nảy, vội vàng xin lỗi. Trung niên nam nhân sắc mặt rất lãnh đạm, không có chút mất hứng nói, ta không trách ngươi, chuyện này ta phải tự giải quyết. Vị lão tiên sinh kia, ta xem ra không có hy vọng. Đương nhiên, lúc cần thiết, ta cũng phải tìm hắn, dù sao hắn đối với Tử Hư Chân Long lệnh cũng có chút hứng thú. Thanh Long trầm mặc cả nửa ngày, một hồi lâu nhỏ giọng nói, chủ công, theo ý của ta, chúng ta hay là đi trước. Một bước, tránh cho đêm dài lắm mộng. Trung niên nam nhân mở to hai mắt, trong mắt bắn ra một đạo quang mang, lợi hại vô cùng. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Thanh Long nói, ý ngươi là sao? Ngươi là muốn ta làm phản phải không? Trung niên nam nhân sắc mặt nhất thời trở nên bình thường, Thanh Long, ngươi là một người thông minh, như vậy đi, ta không hy vọng nghe lại điều này lần thứ hai. Thanh Long thấy chủ công trong mắt một đạo sát khí, hơi kinh hãi, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi và bất an. Thoáng do dự một chút, nhưng vẫn còn lớn mật hỏi, chủ công, ta thật sự không rõ, người tại sao phải đợi. Với thực lực của chúng ta bây giờ, kỳ thật hoàn toàn có khả năng thành công. Hôm nay thế lực càng ngày càng loạn, hơn nữa rất nhiều tu chân môn phái cũng đều nhập thế, tình thế có thể nói biến hóa ngay lập tức, nếu còn chờ đợi, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Hơn nữa Đông Cung đã nắm giữ Tả Long vệ quân. Một khi bệ hạ giao luôn Hữu Long vệ quân cho hắn, chúng ta ra tay, khó khăn sẽ lớn hơn. Trung niên nam nhân lúc này cũng không có trách cứ Thanh Long, mà là nhàn nhạt thản nhiên nhìn hắn một cái, nhẹ giọng hỏi, Thanh Long, những lời nói này, ta nghĩ không chỉ là ý tứ của một mình ngươi. Thanh Long sợ run một chút, lập tức gật đầu nói, chủ công thứ tội, hắc ám hội, quả thật đều có ý nghĩ như vậy, đối với sự chờ đợi của chủ công rất khó hiểu, không giải thích được. Tốt, tốt lắm. Trung niên nam nhân sắc mặt trở nên lạnh lùng, nở một nụ cười nói, lá gan của các ngươi quả thật càng lúc càng lớn. Thanh Long nghe vậy vội vàng quỳ xuống mặt đất,
run giọng nói, không có tứ gì cả, xin chủ công thứ tội. Trung niên nam nhân lạnh nhạt cười, không nói lời nào. Thanh Long cúi thấp đầu, tâm tình hết sức khẩn trương, lời hôm nay đúng là không nên nói, nhưng là hắn đã lấy hết dũng khí để nói ra. Sống hay chết, cũng phải nói ra. Trung niên nam nhân yên lặng thật lâu, ánh mắt mới chuyển hướng tới Thanh Long, ngươi đứng lên đi, ta cũng không trách tội các ngươi. Kỳ thực các ngươi có ý nghĩ như vậy cũng không có gì kỳ quái, từ trước tới nay, các ngươi vẫn nghĩ chúng ta thế lực cường đại, cho nên trong lòng mới có ý không phục. Sự thật có một số việc các ngươi cũng không rõ ràng. Trung niên nam nhân tự rót cho mình một chén rượu bồ đào, cầm chén lên chóp mũi ngửi một chút, hít vô một hơi, lúc này mới tiếp tục nói. Không sai, đúng là chúng ta nắm giữ một phương thế lực cường đại, thế lực ẩn giấu ở một nơi khác, có khả năng vượt qua cả Đông Cung. Nhưng là các ngươi có biết không, trong tay bệ hạ nắm giữ lực lượng còn mạnh hơn chúng ta. Nhìn bên ngoài, thế lực của bệ hạ dường như đã chia ra cho ta và Đông Cung. Nhưng là các ngươi đều không biết, lực lượng này không đáng là gì. Lực lượng hoàng thất chính thức của bệ hạ vẫn còn nắm chắc trong tay. Đế quốc mãnh hổ quân đoàn, tham lang quân đoàn, thất sát quân đoàn, phá quân đoàn. Bốn quân đoàn này mới là lực lượng chiến đầu tinh nhuệ của đế quốc. Trong bốn quân đoàn này, một người của chúng ta và Đông Cung cũng không có. Một người cũng không, lực lượng này hoàn toàn thuộc về bệ hạ. Vệ sở quân đoàn của ta cũng tốt, Tả Long vệ quân của Đông Cung cũng tốt, nhưng trên thực tế đều không theo kịp tứ đại quân đoàn của bệ hạ. Ngừng một chút, trung niên nam nhân tiếp tục nói, rất nhiều người cũng tưởng rằng Cẩm Y vệ chính là tai mắt của bệ hạ, trên thực tế bọn họ đã sai. Thực lực ẩn giấu của bệ hạ tuyệt đối vượt qua ta. Gần đây nhất xuất hiện chính là Chân Long vệ, đã có thể so sánh với Hắc Ám tứ vệ các người. Hơn nữa theo ta được biết, trong tay bệ hạ còn có một lực lượng thần bí khác, chiến đấu lực tuyệt đối không yếu hơn Chân Long vệ. Thanh Long hơi kinh hãi, không nghĩ trong tay lão hoàng đế còn có lực lượng như vậy. Cẩn thận suy nghĩ, tự thấy mình và đồng bọn thật là thiển cận, không hề nhìn xa trông rộng như chủ công. Bất quá hắn có chút khó hiểu, nếu lão hoàng đế trong tay có lực lượng lợi hại như vậy, vì sao lần trước suýt chút nữa bị Hắc Ám tứ vệ ám sát chết rồi? Ngươi không cần suy nghĩ. Trung niên nam nhân tựa hồ hiểu được tâm tư của Thanh Long, lạnh nhạt nói, lực lượng siêu việt này đích thực tồn tại. Nếu không có quan hệ tới sự tồn vong của đế quốc, cho dù là bệ hạ cũng không dễ dàng sử dụng. Nhưng là, bây giờ do chúng ta sai lầm, đã tạo cho hắn cơ hội có thể lấy cớ để sử dụng lực lượng này. Thanh Long trong lòng hiểu được có chút áy náy, lập tức quỳ xuống mặt đất, chủ công, thuộc hạ thật thiển cận, thiếu chút nữa làm hại tới đại sự của người. Trung niên nam nhân có chút thở dài, vẻ mặt tựa hồ có chút uể oải nói, đứng lên đi, ta nói rồi, không trách người. Chủ công, người nói bệ hạ tột cùng trong lòng như thế nào? Hắn tình trạng thân thể như vậy, sớm muộn gì cũng băng hà. Thanh Long lớn mật hỏi. Trung niên nam nhân nghe vậy, trầm tư một chút nói, tâm tư của bệ hạ, người khác cũng không thể suy đoán. Lúc đầu, ta tự hỏi có thể đoán ra vài phần. Nhưng là lúc hắn nhờ thái âm bổ dương thân thể tốt hơn, lại càng trở nên cao thâm khó lường, ngay cả ta cũng không đoán được hắn đang nghĩ gì. Bất quá có thể dám chắc, hắn chính là đang hoài nghi thân phận của Hoàng Thái Tôn. Đối với vấn đề này chúng ta đã sớm có đối sách, hắn cũng sẽ không tìm ra sơ hở gì. Bây giờ, vấn đề mấu chốt là Lưu Phong. Hắn lần đầu xuất hiện trong mắt ta, ta đã nghĩ hắn là người không đơn giản. Thanh Long nói tiếp, người có tư cách nằm trong tầm mắt của chủ công, tự nhiên sẽ không đơn giản. Bất quá, lúc đầu ta chính là đã đánh giá thấp năng lực của hắn. Trung niên nam nhân sắc mặt buồn bực, những năm qua, ta lao tâm kiềm hãm các lực lượng khác, biến thành cục diện nhị hổ tương tranh. Vốn dĩ, đại sự có thể thành, nhưng hiện tại lại xuất hiện thiên tài Lưu Phong chính là vấn họa lớn nhất của chúng ta. Thanh Long có chút hoài nghi, chủ công, hắn chính là đứa nhỏ trước đây sao? Trung niên nam nhân gật đầu, bây giờ cơ hồ có thể hoàn toàn xác định Lưu Phong chính là đứa trẻ năm đó, có lẽ đây chính là số mệnh. Một đứa bẻ vài tuổi một mình ở giữa tuyết sơn, vẫn có thể sống sót, đây chẳng phải là số mệnh sao? Chủ công, người đã nói, số mệnh là cho chính mình nắm giữ. Thanh Long thành thật nói, ha, nói đúng lắm. Trung niên nam nhân đột nhiên đứng dậy, ngẩng đầu lên cười to nói, số mệnh của ta là do ta, không phải do ông trời. 20 năm trước, ta đã nghịch thiên một lần. 20 năm sau, ta đồng dạng không thể thua. Trung niên nam nhân trong con ngươi lóe ra một tia sát khí nồng đậm. Chủ công,
chúng ta có nên sớm trừ khử Lưu Phong, nếu không? Suy nghĩ một chút, Thanh Long nói, nếu cho hắn biết chuyện năm đó, biết chuyện Phong Linh Cung, thì phiền toái sẽ rất lớn. Trung niên nam nhân trầm giọng quát một tiếng, bất luận phải trả giá như thế nào, cũng không để phong ấn của Phong Linh Cung hư hỏng để quỷ tiên đi ra. Huyền Vũ có hay không nói với ngươi, Thái Cực Huyền Thiên phong ấn có thể kiên trì được bao lâu? Thanh Long cẩn thận nhớ lại một chút, cung kính nói, cụ thể bao lâu Huyền Vũ cũng không dám chắc. Hắn chỉ suy đoán, ngày người kia đạt thành quỷ tiên, cũng chính là ngày phong ấn hoàn toàn biến mất, phỏng chừng là còn một năm nữa. Chủ công, kỳ thật năm đó người không nên mềm lòng, không nên lưu lại linh hồn của hắn. Thanh Long nói, nếu năm đó làm cho hắn linh hồn bị tiêu diệt, bây giờ cũng không cần lo lắng như thế. Trung niên nam nhân thở dài một tiếng, tự trách nói, chuyện này quả thật là ta sai lầm. 20 năm trước, ta vẫn còn trẻ tuổi. Nếu là bây giờ, ta tuyệt đối không phạm sai lầm như vậy. Bất quá ta cũng bội phục người kia, chỉ trong vòng 20 năm có thể tu luyện thành quỷ tiên thật sự làm cho người ta khó tưởng tượng. Chẳng lẽ đây là tiềm năng của Chân Long Thiên Tử sao? Trung niên nam nhân có chút kinh hãi. Thanh Long đột nhiên nhớ tới tu vi của Lưu Phong, chủ công, phụ thân là một anh hùng hảo hán, vậy Lưu Phong tu vi cũng sẽ không thua kém. Đúng vậy, tu vi nguyên anh kỳ, thật sự là một chuyện phiền toái. Vốn là ta còn muốn từ từ quan sát hắn, nhưng là bây giờ Phong Linh Cung xảy ra chuyện, ta không thể như vậy, phải thay đổi kế hoạch. Xoay người lại, trung niên nam nhân nhìn chăm chú Thanh Long nói, truyền khẩu lệnh của ta, từ ngày hôm nay khôi phục lệnh ám sát Lưu Phong, cho tới khi hắn chết. Nhớ kỹ, lần này ám sát là đích thân các ngươi ra tay, người phù tang không được ra tay. Tuân lệnh, chủ công, có chuyện gì ta sẽ tìm người hồi báo. Nói tới người phù tang, Thanh Long nhất thời nhớ tới một chuyện đại sự, chủ công, người xem chúng ta và tổ chức Hắc Ám Võ Sĩ hợp tác, có nên dừng lại hay không? Xảy ra chuyện gì? Gần đây tổ chức Hắc Ám Võ Sĩ trải qua một lần đổi mới hoàn toàn, Y Đằng và đại ca hắn Phùng Hạ một lần nữa đoạt lại quyền khống chế tổ chức. Theo như tin tức điều tra của chúng ta hồi báo, Y Đằng và đại ca hắn cùng Lưu Phong có quan hệ mập mờ. Thanh Long chậm rãi nói, thật thế sao? Trung niên nam nhân cẩn thận suy nghĩ một chút nói, đã như vậy, đám người phù tang cũng không có tác dụng lớn gì, các ngươi Hắc Ám tứ vệ cũng tới lúc hiển hiện thực lực rồi. Thanh Long nghe vậy, cuối cùng không thể giữ được bình tĩnh, vội vàng nói, chủ công, người yên tâm, Hắc Ám tứ vệ chờ đợi lâu nay, chính là chờ nghe lời này của người. Chương 446, giữ hổ mưu bì. Tốt lắm, chỉ mong các ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Trung niên nam nhân đi tới nhẹ nhàng vỗ lên bả vai của Thanh Long. Chúng ta chắc chắn thắng, Thanh Long tự hào nói. Ha ha, rất tốt, cái ta cần chính là những người tự tin như ngươi. Trung niên nam nhân ha ha nở nụ cười. Phải rồi, chủ công, người có muốn lựa chọn thời cơ thích hợp nói cho Hoàng Thái Tôn biết thân thế của mình hay không, như vậy đối với đại sự của chúng ta sẽ rất có lợi. Thanh Long dò hỏi. Trung niên nam nhân từ từ nhắm hai mắt lại chậm rãi nói, không nên, chuyện này chúng ta không ai có thể nhúng tay vào, phải dựa theo ý kiến của nàng. Hơn nữa, bây giờ Yến Vương Phủ và Đông Cung phải tiếp tục tranh đấu. Chỉ có như vậy mới phù hợp với tâm tư của bệ hạ, cũng như vậy mới có thể che giấu sự tình năm đó. Ta biết, nhưng ta sợ Lưu Phong. Trung niên nam nhân khinh miệt cười cười, lực lượng trước mắt của Lưu Phong còn chưa đến mức làm cho Yến Vương Phủ và Đông Cung liên thủ. Đúng rồi, ý của chủ công là lực lượng của Lưu Phong hiện giờ cho dù là lực lượng của vương gia đều có thể áp chế hắn. Thanh Long bỗng dưng phát hiện một vấn đề rất trọng yếu, chủ công, người nói Phiêu Hương Cốc và Phượng Viên có biết thân phận của Lưu Phong không? Nếu các nàng biết thân phận thật sự của Lưu Phong, có hay không sẽ chuyển qua ủng hộ hắn? Trung niên nam nhân trầm tư một chút nói, đây cũng chính là vấn đề mà ta lo lắng. Bất quá từ tình huống hiện tại, xem ra các nàng tựa hồ chưa biết. Cho dù biết, ta nghĩ với tính cách của Tần Thủy Giao cũng sẽ không lập tức ủng hộ. Tối thiểu, nàng cũng sẽ đợi tới khi Lưu Phong có một thế lực nhất định mới có thể có phản ứng. Được rồi, không còn sớm nữa, đêm nay nói đến đây thôi, ngươi trở về đi. Nhớ kỹ, đem những điều ta nói lại cho Hắc Phượng Hoàng. Bạch Hổ và Bạch Hổ thị vệ cũng nhanh chóng đến Phong Linh Cung. Lúc cần thiết, ngươi và Hắc Phượng Hoàng cũng phải đi giúp Huyền Vũ và Bạch Hổ. Còn nữa, chuyện Phong Linh Cung tạm thời đừng cho Thái Tử Phi biết. Nói vài câu, trung niên nam nhân không để ý đến Thanh Long, một mình trở lại ngồi trước thạch bàn,
tiếp tục uống bồ đào hảo tử dưới ánh trăng. Chủ công, người yên tâm, ta sẽ không làm người thất vọng. Thanh Long hành lễ xong, nhất thời hóa thành một đạo thanh quang biến mất giữa bầu trời đêm. Thanh Long đi rồi, trung niên nam nhân một mình uống rượu, nhưng là tâm tình không thể bình tĩnh lại. Sự kiện Phong Linh Cung có ý nghĩa gì, hắn so với người khác rõ hơn cả. Có lẽ, vì chuyện này mà hết thảy sẽ trở thành hư vô. Đại ca, ngươi tu luyện còn kém ta một bậc, không nghĩ tới ngươi có thể trở thành quỷ tiên, không ngờ ngươi lại lợi hại như vậy. Ta thật sự phải bội phục ngươi, trời xanh ngươi sao lại xanh ta. Trung niên nam nhân sắc mặt trầm xuống, đột nhiên ném ly rượu xuống đất, không phải ngươi chết thì ta chết. 20 năm trước, bởi vì ta còn trẻ tuổi, cho ngươi một cơ hội. Nhưng bây giờ, ta sẽ không phạm sai lầm như trước nữa. Năm đó ngươi hồ đồ mà chết, sợ rằng bây giờ cũng còn không biết là do nữ nhân ngươi âu yếm giết chết ngươi à. Ha ha, nhược điểm của ngươi chính là nữ nhân. 20 năm trước, chính vì tin tưởng nữ nhân mà ngươi biến thành quỷ. 20 năm sau, ta cũng sẽ cho ngươi vì nữ nhân mà biến thành tro tàn. Ha ha, không người nào là hoàn hảo, ngươi đúng là vẫn có khuyết điểm. Trung niên nam nhân ánh mắt biến thành màu máu, giống như màu của rượu bồ đào đỏ tươi. Thanh Long rời khỏi trang viên, một phút cũng không ngừng nghỉ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Bạch Hổ vệ sở. Bạch Hổ vệ sở, trong thư phòng, Bạch Hổ vẻ mặt đang ngưng trọng cùng một gã nam tử trẻ tuổi đánh cờ, nhìn sắc mặt Thanh Long có chút quái dị. Bạch Hổ ý bảo tên nam tử kia thu hồi bàn cờ, lập tức hỏi, Thanh Long đại ca, ngươi tự mình đến đây, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra? Đúng như ngươi nói, chính xác đã xảy ra chuyện lớn, bất quá cơ hội của Hắc Ám tứ vệ chúng ta đã tới. Thanh Long cố ý vô tình nhìn thoáng qua nam tử trẻ tuổi đang thu hồi bàn cờ. Nam tử trẻ tuổi sắc mặt không còn chút huyết sắc, vội vàng hướng Bạch Hổ hành lễ, đại nhân, ta lui ra trước. Nói xong liền chậm rãi ra khỏi thư phòng. Sau khi ra khỏi thì cẩn thận đóng cửa thư phòng lại. Bạch Hổ nhìn Thanh Long, nhẹ giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Thanh Long trầm mặc trong chốc lát, liền đem những chuyện lúc trước nói với chủ công kể lại, bất quá một số chuyện quân cơ bí mật hắn vẫn tạm thời không nói ra. Bạch Hổ nghe Thanh Long nói xong, sắc mặt liền trở nên ngưng trọng. Lão nhị, ngươi lo lắng cái gì, Phong Linh Cung gặp chuyện không may, chính là một cơ hội tốt. Thanh Long nhìn Bạch Hổ vẻ mặt lo lắng cau mày nói, không sai, đúng là cơ hội tốt, nhưng cũng là một thử thách lớn. Bạch Hổ đối với chuyện này cũng không quá lạc quan, với lực lượng của chúng ta căn bản không thể nào đối kháng với quỷ tiên. Ta biết, chủ công cũng biết, nhưng ta biết, chủ công dám chắc đã có kế hoạch. Thanh Long tự tin nói, chủ công làm việc luôn luôn thâm tàng bất lộ. Chủ công làm việc tự nhiên không cần phải nói, nhưng là... Bạch Hổ lời nói vừa chuyển, thở dài nói, ngươi có nghĩ tới không, chuyện của Phong Linh Cung rất có thể sẽ làm cho lực lượng của Hắc Ám tứ vệ giảm đi. Thanh Long lạnh nhạt cười, đó là chuyện sớm muộn. Ngừng một chút, Thanh Long tự giễu cười cười, chủ công vẫn luôn lo lắng lực lượng của Hắc Ám tứ vệ chúng ta phát triển tới một mức mà hắn không thể khống chế. Lần này chuyện của Phong Linh Cung cũng vừa lúc là cơ hội giúp hắn giảm bớt lực lượng của chúng ta. Bạch Hổ lo lắng nói, tính toán cái gì chứ? Hắn sợ ta tấn công Cao Trấn chủ, hay là... Lão nhị im miệng, không nên nói bậy. Có một số chuyện trong lòng ngươi biết là được, không nên nói ra. Bất kể như thế nào, chúng ta có thể có ngày hôm nay là do chủ công ban cho. Cho dù hắn kêu chúng ta chết, chúng ta cũng không thể cự tuyệt. Huống hồ, chúng ta 20 năm trước đã uống phệ tâm đan của chủ công. Ngươi nói như vậy, không sợ chủ công nghe thấy, sẽ không cấp cho ngươi thuốc giải sao? Thanh Long thấp giọng nói. Bạch Hổ thở dài nói, một bước sai, từng bước sai. Đại ca, nói thật, ta thật sự hối hận rồi. Hắn nhìn chằm chằm vào hai mắt của Thanh Long từng chữ nói, chủ công có thể cùng chúng ta hoạn nạn, nhưng lại không cùng chúng ta hưởng phúc. Ngươi nghĩ khi đại sự thành công, hắn có còn tiếp tục đối tốt với chúng ta không? Thanh Long không trả lời Bạch Hổ, chỉ là bình tĩnh, trầm lặng nói, đó là chuyện sau này, ta không nghĩ xa đến vậy. Cẩn thận suy nghĩ lại, chúng ta và chủ công cũng cùng một loại người. Chúng ta bất quá là bởi vì ích lợi mà ở cùng một chỗ. Ta nghĩ, một ngày chúng ta vẫn còn giá trị lợi dụng, chủ công sẽ không bạc đãi chúng ta. Lão nhị, thu hồi những ý nghĩ không thiết thực đi, hảo hảo làm việc cho chủ công. Bạch Hổ ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Thanh Long thở dài một tiếng nói, chuyện đã tới bước này, ngoại trừ làm việc, còn có thể làm gì? Thanh Long nở một nụ cười khổ,
trầm mặc một lúc rồi bình tĩnh nói, Bạch Hổ, ngươi cứ luôn sợ hãi lung tung. Sự thật là chủ công cũng vì có tình thân, nếu không, hắn sẽ không đợi lâu như vậy. Ngươi sai rồi đại ca, chủ công một mực như vậy, không phải như lời hắn nói là vì tình thân. Hắn đang đợi, chính là đang quan sát tới lực lượng của bệ hạ được thi triển. Hắn rất thông minh, rốt cuộc tới ngày hôm nay, hắn đã nhìn thấy lực lượng của bệ hạ. Bạch Hổ chậm rãi nói, Thanh Long nào nào nói, không sai, ta sao lại không nghĩ tới. Chủ công đích xác là một người rất thông minh. Bất quá, lão nhị ngươi cũng không ngốc. Ha ha, tin rằng có ngươi, chúng ta hắc ám tứ vệ lực lượng sẽ không suy giảm. Giữa hổ mưu bì, Bạch Hổ có chút thở dài, tùy tiện nói, chúng ta đi thôi. Theo như ngươi nói, chuyện sau này hãy nói. Ánh sáng mặt trời vừa ló, sáng bừng vạn trượng. Kinh đô hoàn toàn đắm chìm trong những tia nắng sớm rực rỡ. Một ngày huyên náo theo mặt trời mọc cũng dần dần bắt đầu. Ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu rọi lên thân thể trần truồng của Lưu Phong, nhìn thoáng qua nữ nhân. Đang ngủ say bên cạnh, hắn lặng lẽ đứng dậy mặc quần áo vào. Đại ca, người như thế nào lại không kêu ta dậy giúp người mặc quần áo vậy? Ngay khi hắn chuẩn bị bước xuống giường, Vương Đông Đông đột nhiên tỉnh lại, ủy khuất nhìn Lưu Phong. Lưu Phong quay đầu nhìn khuôn mặt còn mệt mỏi của Vương Đông Đông cười nói, ta thấy nàng còn đang ngủ say, không nỡ lòng làm nàng tỉnh giấc. Hơn nữa, tối hôm qua nàng điên cuồng như vậy, cổ họng nói không nên lời, bây giờ còn không nghỉ ngơi một lúc đi. Vương Đông Đông đôi mắt đẹp trợn tròn, mặt trắng không còn chút máu, liếc hắn một cái, không tức giận nói, đáng ghét, cũng do chàng nói, chàng thích tiếng rên rỉ lớn. Lưu Phong á khẩu, âm thầm cười, tối hôm qua mình cũng không có yêu cầu, tất cả là do nàng muốn lớn tiếng rên rỉ. Là ta, tất cả là do ta không phải, tiểu bảo bối của ta. Lưu Phong cười hì hì, tiến tới cấu nhẹ vào nhũ phong của nàng, khiến Vương Đông Đông rên rỉ một tiếng. Vương Đông Đông sắc mặt đỏ lên, đôi mi thanh tú giãn ra, dịu dàng nói, tiểu bại hoại, không phải là lại muốn rồi sao? Lưu Phong nghe vậy, vội vàng ngừng cấu véo, bảo bối, tối hôm qua đã quá điên cuồng, hôm nay ta sẽ không hồ đồ nữa. Vương Đông Đông thân thể mềm mại khẽ run, một tia ôn nhu hiện lên trong đôi mắt đẹp, ánh mắt dừng lại trước mắt hắn. Khẽ khẽ nói, không sao đâu, đại ca, nếu là bây giờ còn muốn, Đông Đông sẽ bồi tiếp người. Lưu Phong mỉm cười, đưa tay véo nhẹ cái mũi của nàng, trêu ghẹo nói, nàng, đúng là cá không thể đủ cho con mèo ham ăn mà. Hắc hắc, hôm nay sẽ không làm nữa. Lưu Phong đề nghị, nếu nàng đã tỉnh, không bằng chúng ta ra ngoài đi dạo một chút, hưởng thụ một chút không khí trong lành. Các bạn đang nghe chuyện Hy Du Hoa Tùng của tác giả Xích Tuyết tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 447, Sắc, tình hai người một tổ. Vậy người chờ ta một chút, ta lập tức mặc quần áo. Vương Đông Đông vội vàng chui ra khỏi chăn. Đại ca, người có nội y mới không? Vương Đông Đông nhìn nội khố ướt đẫm dâm thủy có chút cau mày. Lưu Phong một trận xấu hổ, tất cả đều là kết quả của hắn. Chỉ có nội khố của nam nhân thôi à? Lưu Phong buồn bực một trận. Chính mình là người sáng tạo ra tân nội y, nhưng trong phòng mình bình thường sẽ không vô cớ cất giữ nội y này. Không được, ta không thể mặc nội khố của nam nhân được. Vương Đông Đông cắn chặt cái miệng nhỏ, bất mãn hừ một tiếng. Nếu không nàng chờ ta một chút, ta sẽ đi kiếm cho nàng. Trong phòng Lưu Phong không có, nhưng Kim Vận, Thanh Liên các nàng trong phòng chắc chắn có, vừa lúc các nàng đang tu luyện, tìm kiếm cũng thuận tiện hơn. Không cần kiếm, không phải ở đây cũng có một cái rất gợi cảm, rất đáng yêu sao? Ngay khi Lưu Phong vừa mới đứng dậy chuẩn bị rời đi, lại bị Vương Đông Đông gọi lại. Xoay người mới phát hiện, Vương Đông Đông không biết khi nào đã lấy ra cái quần chữ T ở dưới gối của Lưu Phong do lần trước ân quý phi lưu lại. Đông Đông, cái đó không thể mặc a. Lưu Phong vội vàng ngăn cản Vương Đông Đông. Không biết một ngày nào đó ân quý phi nhớ tới sẽ quay lại tìm a. Vương Đông Đông nhất thời không vui, cắn cắn môi, liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái nói, đáng ghét, tại sao ta không thể mặc? Ta biết rồi, dám chắc là người giữ lại để tặng cho Hồng Nhan Chi Kỷ. Lưu Phong buồn bực, không phải tặng Hồng Nhan Chi Kỷ, mà là Hồng Nhan Chi Kỷ để lại. Đương nhiên, ân quý phi đến tột cùng còn không thể tính là Hồng Nhan Chi Kỷ a. Đông Đông, nàng trước tiên chờ một chút, ta giúp nàng tìm kiếm một cái mới.
Lưu Phong vội vàng đi ra cửa, hướng tới phòng của Bạch Vũ. Vương Đông Đông cầm lấy cái quần hình chữ T cẩn thận nhìn một chút, đột nhiên phát hiện có một vài dấu vết. Trong lòng nhất thời hiểu được vài phần. Đại sắc lang. Lưu Phong vừa vặn vào cửa nghe được Vương Đông Đông đang mắng, chửi chính mình, cười hắc hắc, mặt áp tới. Thuận tay đưa cho Đông Đông một bao đồ, Đông Đông bảo bối, đây đều là tân nội y, nàng chọn lựa mặc vào đi. Không nghĩ tới trong phòng Bạch Vũ lại có nhiều nội y tốt như vậy. Làm cho Lưu Phong ngàn vạn lần không nghĩ tới chính là, bởi vì ý kiến của hắn, muốn một lần nữa mở một sự kiện giới thiệu nội khố, mà người chủ trì là hắn và Bạch Vũ. Tùy ý lựa chọn một bộ nội y màu trắng, Vương Đông Đông dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo vào, cùng Lưu Phong ra khỏi phòng. Mặt trời mới lên, chiếu vàng khắp nơi, không khí rất trong lành, Lưu Phong cùng Vương Đông Đông cùng hít thở thật sâu, tâm tình trở nên rất sảng khoái. Đông Đông, chúng ta đi ra ngoài thành dã ngoại đi, nơi đó không khí còn trong lành hơn so với ở đây à. Mặc dù thời cổ đại không có ô nhiễm công nghiệp, nhưng ngoài thành cây cối nhiều, nơi đó không khí dám chắc trong lành hơn. Vương Đông Đông luôn mong muốn được ở cùng một chỗ với Lưu Phong, nên đối với đề nghị của hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nói là làm, Lưu Phong quan sát bốn phía không có người, liền gọi Phi Nhi, phóng lên cao bay vào đám mây. Thời gian không lâu, Phi Nhi hạ cánh, hai người đã tới một ngọn núi đầy sắc màu không người ở. Đại ca, nơi này không khí so với bên trong viện quả thật tốt hơn. Vương Đông Đông cực kỳ thích thú hít thở liên tục, vô cùng hưng phấn nói. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Vương Đông Đông, Lưu Phong âm thầm cười trong lòng. Tiểu nha đầu này đã lớn như vậy rồi, vẫn là chưa được đi tới những nơi sơn thủy hữu tình. Một ngày nào đó có thời gian, ta sẽ đi cắm trại, mang theo mấy người, những bông hoa tuyệt sắc này lãng mạn một phen a. Lưu Phong mỉm cười, chắp tay sau lưng bước tới gành đá cao phía trước, ngửa đầu lên trời, lạnh nhạt nói, đúng vậy, như vậy mới đúng là đại tự nhiên. So với kiếp trước, Lưu Phong rất thích thiên nhiên của thời kỳ này. Vương Đông Đông kinh ngạc nhìn bóng lưng của Lưu Phong, trong lòng không khỏi phát sinh một tâm tình khác. Thường, lần đầu tiên Lưu Phong trước mắt tạo cho nàng cảm giác thật vĩ đại. Đại ca, sau này chúng ta mỗi ngày đều tới chỗ này hít thở không khí trong lành, có được không? Vương Đông Đông tâm có chút động, đi tới ôm lấy Lưu Phong từ phía sau. Lưu Phong đưa tay, nhẹ nhàng vỗ về bàn tay nhỏ bé của Đông Đông, cười tươi, kiên định nói, đương nhiên là được, nếu nàng thích, lão công sau này mỗi ngày đều đưa nàng tới đây. Bất quá, sau này không phải chỉ mình nàng. Những lời này Lưu Phong tự nói trong lòng. Hắn có rất nhiều nữ nhân, không thể đối xử bạc với bất kỳ ai. Một người cũng không thể thiếu. Đại ca, người thật tốt. Lời nói vừa dứt, Vương Đông Đông hai cánh tay nhỏ bé chậm rãi đi xuống, tới khi đến vị trí giữa hai chân Lưu Phong mới dừng lại. Đại ca, người nói nó có thể lớn không? Không đợi Lưu Phong trả lời, bàn tay nhỏ bé của nàng đã tinh xảo luồn vào nội khố của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve. Lưu Phong khẽ rên một tiếng, Vương Đông Đông bảo bối này đúng là một tiểu yêu tinh muốn làm chết người ta. Bất quá, trong hoàn cảnh này kích tình, cũng thật là rất kích thích. Đáng tiếc chuyện tốt không được lâu, đang lúc hai người đang hưởng thụ, giữa không trung đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Các hạ trên người có phải có thượng cổ thần binh Hạo Thiên Kiếm? Lưu Phong và Vương Đông Đông cả kinh, âm thầm ngầm đề phòng. Vương Đông Đông không có gì, liền dừng tay, nhưng Lưu Phong thì lại buồn bực. Vốn bổng bổng trong tay nữ nhân đang nóng như lửa đốt, bây giờ tự nhiên bất hảo làm nó nguội lạnh. Mẹ kiếp, người nào, ra đây đi. Kiếp trước y học nghiên cứu cho thấy, bổng bổng khi đang sung mà không được thỏa mãn có thể làm liệt dương a. Lưu Phong bây giờ tâm tình rất khó chịu. Đương nhiên, hắn còn không có thời gian kiểm tra coi chính mình có bất lực hay không. Tiểu tử, cần gì giận dữ như vậy, lão phu tình cờ đi ngang qua đây, không nghĩ rằng từ trên người ngươi lại cảm ứng được khí tức của Hạo Thiên Kiếm. Nói cho ta biết, Hạo Thiên Kiếm có đúng đang ở trên người ngươi không? Thanh âm lại vang lên, người này tựa hồ ở rất xa, nhưng âm thanh từ bốn phương tám hướng lại rất rõ ràng. Lưu Phong nao nao, dừng ở trước mặt chỉ thấy một người, thân ảnh cao lớn trắng kiện hiện ra, người này tay chắp sau lưng cước đạp hư không, quanh thân tản mát ra khí tức cường đại. Cao thủ Lưu Phong tâm thần chấn động, hai mắt thần quang lóe lên, chỉ thấy người bên trên một thân trường bào màu xám, bên hông đeo một cái đai lưng bạch ngọc, tóc dài phi tán, chỉ búi lại một búi nhỏ trên đỉnh đầu, thoạt nhìn vừa hào hiệp vừa phóng khoáng. Trong mắt lấp lánh tử sắc, làm cho người ta khó có thể nắm bắt, phối hợp với khí thế uyên bác, chính là phong thái của một cao nhân.
Lưu Phong âm thầm kêu khổ, thầm nghĩ Hạo Thiên Kiếm giờ phút này chưa phóng xuất toàn lực, nhưng là hắn lại cảm nhận được rõ ràng. Hiển nhiên, người này tu vi cũng không bình thường, hơn nữa Lưu Phong giờ phút này cũng không nhìn ra sâu cạn như thế nào, chỉ mong không phải là địch nhân, nếu không hôm nay gặp rắc rối lớn rồi a. Trong lòng mặc dù có chút lo lắng, nhưng là trên mặt Lưu Phong cũng không có một chút dao động. Lại quát hỏi, các hạ là ai? Người nọ tiêu sái cười, không chút sợ hãi đón nhận tia nhìn như điện quang của Lưu Phong, khẽ cười nói, tiểu tử, không được vô lễ. Trên người ngươi đã có Hạo Thiên Kiếm, tự nhiên với ta có vài phần quan hệ. Lưu Phong có chút sửng sốt, có quan hệ, giây phút sợ hãi vừa qua, ai biết hắn đối với đồ vật của ta sau này có cướp lấy không? Lưu Phong suy nghĩ xong, nếu hắn có ý đồ muốn cướp đồ vật của mình cũng sẽ cùng lão tặc này quyết đấu một trận. Bất quá mọi chuyện chưa rõ ràng, Lưu Phong còn không dám tùy tiện hành động, ta nói vị lão ca này, thông khoái một chút, người tới cùng là ai? Muốn làm gì? Người nó mày rậm hơi nhíu lại, trầm ngâm một chút, lập tức ngẩng đầu lên nói, ta hỏi ngươi, ngươi có quan hệ với Tuyệt Sắc Kiếm Tiên không? Mẹ kiếp, quả nhiên là cao nhân, phỏng chừng lão tặc này và Tuyệt Sắc Kiếm Tiên tu vi ngang ngửa. Cái này thật sự là khó khăn cho Lưu Phong, hắn bây giờ thực lực có thể cùng Nguyên Thần sơ kỳ liều mạng, lão tặc này nếu là trung kỳ, hậu kỳ thì chính mình coi như xong rồi. Tuyệt Sắc Kiếm Tiên là huynh đệ của ta, như thế nào, người cũng biết à? Lưu Phong cũng không ý tứ mang quan hệ của mình và Tuyệt Sắc Kiếm Tiên khoa trương lên một chút. Huynh đệ, người nọ cũng quả nhiên ngẩn ra, còn không phải là huynh đệ sao? Lưu Phong nói tiếp, được rồi, có đệ tử của hắn là Đan Hùng đang làm việc dưới quyền ta à. Đan Hùng, làm cho ngươi, người nọ lại ngẩn người, không phải là một tên ngốc chứ? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của người kia, Lưu Phong ngầm đoán, hơn nữa còn nhỏ giọng nói thầm. Vương Đông Đông cười nhắc nhở nói, đại ca, hắn có thể không biết Đan Hùng, còn có chuyện làm việc cho người, hắn tự nhiên sẽ không biết. Tiểu tử thúi, ngươi mới là ngu ngốc. Người nọ ánh mắt xoay chuyển, nhìn Lưu Phong trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi có biết hay không, hôm nay ngươi vận khí rất tốt, nếu đổi lại là trước kia gặp ta, thì giờ phút này ngươi đã không còn toàn mạng rồi. Lưu Phong âm thầm phòng bị, vận chuyển thái âm thất tinh quyết, toàn thân đề phòng, hừ nói, các hạ cuối cùng là người phương nào a? Thái âm thất tinh quyết. Ngay khi Lưu Phong vừa mới vận chuyển thái âm thất tinh quyết thì người nọ nhất thời biến sắc, lập tức trở nên thoải mái nói, trách không được Tuyệt Sắc đưa Hạo Thiên Kiếm cho ngươi, nguyên nhân là do ngươi tu luyện thái âm thất tinh quyết. Lưu Phong khó chịu nói, ta nói lão đầu ngươi, nói chuyện nửa ngày rồi ngươi vẫn chưa nói cho ta biết ngươi là ai sao? Người nọ nghe vậy, thở dài một tiếng, trong mắt lộ ra một cỗ khí tức buồn bã, khuôn mặt trở nên tái nhợt. Một hồi sau mới thở dài một tiếng, 100 năm, lão phu bế quan 100 năm, không biết trên đời này có bao nhiêu, người còn nhớ tới ta à? Ánh mắt trở nên lạnh lẽo, người nọ lạnh nhạt nói, trăm năm trước mọi người gọi lão phu là Tuyệt Tình Kiếm Tiên. Tuyệt Sắc, Tuyệt Tình, Lưu Phong trong lòng mừng rỡ, hai người này kết hợp lại, không phải chính là tổ hợp sắc tình sao? À, thì ra là Tuyệt Tình Kiếm Tiên. Tuyệt Tình đại ca à, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Lưu Phong vốn muốn gọi là tiền bối, nhưng là ý niệm vừa chuyển thì nhận ra vừa rồi mình vừa nói qua Tuyệt Sắc chính là huynh đệ của mình. Mà Tuyệt Tình đoán chừng là nhân vật cùng thời với Tuyệt Sắc, cho nên hắn cũng không thể tự hạ thấp thân phận. Ngươi đã nghe qua danh ta? Tuyệt Tình sửng sốt một chút, bán tín bán nghi hỏi. Lưu Phong cười hắc hắc, vô sỉ nói, đương nhiên, Tuyệt Tình đại ca uy danh ai mà không biết. Được rồi, ta còn thường xuyên nghe Tuyệt Sắc đại ca nhắc tới người. Mỗi lần nhắc tới người, Tuyệt Sắc đại ca đều tỏ ra bội phục. Thật không giấu giếm, tại hạ đối với đại ca đã ngưỡng mộ từ lâu. Hôm nay may mắn được gặp đại ca, thật sự là phúc phận của ta. Tuyệt Tình được Lưu Phong tâng bốc một hồi, thần sắc đã hòa hoãn rất nhiều. Hai mắt đồng thời thần quang hiện ra, phong bế hoàn toàn hơi thở của Lưu Phong. Lưu Phong nhất thời cảm giác chính mình như một người trần truồng bị người ta nhìn thấy hết. Một lúc lâu, Tuyệt Tình mỉm cười, trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc, không sai, trong thời gian ngắn có mấy năm, ngươi có khả năng tu luyện thành Nguyên Anh kỳ, thật sự là khó tin, thậm chí có thể nói là thiên tài của tu chân giới mấy ngàn năm nay. Xem ra Tuyệt Sắc cũng biết nhìn người, Hạo Thiên Kiếm trong tay ngươi cũng xem như không hổ thẹn. Lưu Phong ánh mắt hướng tới mặt Tuyệt Tình, bình tĩnh nói, đại ca, ta có thể dám chắc, Hạo Thiên Kiếm trong tay ta,
chắc chắn sẽ được phát dương quang đại. Tuyệt tình cặp mắt kinh nhân vẫn nhìn chằm chằm vào Lưu Phong, thấy sắc mặt hắn thoáng đổi liền trở lại bình tĩnh, trong lòng thầm khen, tiểu tử này quả nhiên là có khí chất. Tuyệt tình hai mắt hiện lên một tia vui mừng, gật đầu nói, điểm này ta tin tưởng ngươi. Được rồi, tuyệt sắc đại ca ngươi hiện đang ở đâu? Còn có, thái âm thất tinh quyết ngươi là theo người đó học, nàng ấy hiện đang ở nơi nào? Tuyệt tình liên tiếp hỏi mấy câu hỏi rồi yên lặng nhìn Lưu Phong. Lưu Phong thoáng do dự một chút nói, tuyệt sắc đại ca đang ở nơi nào ta cũng không biết, nhưng đệ tử duy nhất của hắn thì đang ở bên cạnh ta. Về phần thái âm thất tinh quyết, xin lỗi, đây là bí mật, ta không thể nói cho người biết. Tuyệt tình nghe vậy, sắc mặt đột biến, hừ lạnh nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi gọi ta một tiếng đại ca, ta sẽ không động thủ với ngươi, trả lời những câu ta hỏi. Lưu Phong toàn thân chấn động, cười khổ một tiếng nói, tuyệt tình đại ca, cần gì bức bách người ta. Chỉ có trời mới biết lão tặc này và Bạch Khiết có quan hệ gì, biết đâu lại là cừu địch. Cho nên, Lưu Phong không nghĩ nói cho hắn, biết quan hệ của mình và Bạch Khiết. Tuyệt tình trầm ngâm nhìn Lưu Phong, trên mặt hiện lên một tia cổ quái, nhàn nhạt nói, ta hỏi ngươi, ngươi có biết Bạch Khiết tiền bối không? Tiền bối? Lưu Phong có chút sửng sốt, lạnh nhạt nói, không biết. Tuyệt tình hai tay chắp sau lưng, hướng Lưu Phong đạp không bay tới, trầm giọng nói, tiểu tử, ta hỏi lại một lần nữa, ngươi học thái âm thất tinh quyết từ đâu? Không biết Lưu Phong bây giờ cho dù có hỏi ba lần cũng sẽ trả lời không biết. Dừng một chút, tuyệt tình tựa hồ cảm thấy một chút không ổn, vội vàng nói, tiểu tử, ngươi đừng hiểu lầm, lão phu tuyệt tình và tuyệt sắc chính là thân huynh đệ. Lưu Phong tỏ vẻ không tin nói, ta như thế nào lại chưa từng nghe tuyệt sắc đại ca nói qua hắn còn có ca ca. Sai rồi, ta không phải ca ca, ta là đệ đệ. Tuyệt tình vẻ mặt bình tĩnh nói, Lưu Phong càng không tin nói, người là đệ đệ. Nhưng sao người lại nhìn giống như cha hắn? Tuyệt sắc tên cũng như người, là một mỹ nam tử. Đương nhiên, so với Lưu Phong còn kém một chút, dù sao mình vẫn là huyết mạch hoàng gia chánh tông. Tuyệt tình không suy nghĩ nói, ngươi có phải là nguyên anh kỳ tu chân không? Như thế nào ngay cả chuyện này cũng không biết. Tu chân giả khi tiến vào nguyên anh kỳ sẽ có một lần cơ hội khôi phục dung mạo. Tuyệt sắc thích vẻ ngoài nên một lần nữa bản thân tái tạo lại hình tượng, mà lão phu thì không giống hắn, giữ nguyên diện mạo. Cho nên ta so với hắn già hơn một chút a. Được rồi, hơn nữa ta và hắn phát sinh một chút hiểu lầm nên tuyệt sắc chắc sẽ không thừa nhận ta là đệ đệ của hắn. Lưu Phong một trận ngạc nhiên, thì ra là như vậy. Đại ca, người nói nhiều như vậy, có phải là muốn ta tin tưởng người không có ác ý, có đúng không? Lưu Phong mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh, yên lặng liếc nhìn tuyệt tình một cái. Tuyệt tình trong mắt hiện lên một chút mơ hồ, thản nhiên gật đầu, không sai, đúng vậy, đúng là ta có ý này. Lưu Phong suy nghĩ một chút nói, tuyệt tình đại ca, có thể nói ta đã nói rồi, không thể nói thì quả thật ta không thể nói. Như vậy đi, nếu người thật sự là đệ đệ của tuyệt sắc đại ca, vậy người trực tiếp đi tìm hắn, đem tất cả thắc mắc hỏi hắn, hắn có thể giải đáp tất cả cho người. Đương nhiên, bây giờ trước tiên chúng ta phải đi gặp Đan Hùng, hắn có thể nói cho người biết tuyệt sắc đại ca đang ở nơi nào. Tuyệt tình vẻ mặt có chút buồn, tiểu tử thúi. Không, tiểu huynh đệ, ngươi xem ta đã bế quan trăm năm nay, hôm nay vừa mới xuất quan đã gặp ngươi. Hơn nữa, còn cùng ngươi có quan hệ sâu xa, chẳng lẽ ngươi thật sự nhẫn tâm để lão nhân này chạy loạn xung quanh sao? Tuyệt tình và tuyệt sắc giống nhau, đều là tán tu, ngoại trừ ở trong sơn động ra, cũng không có chỗ nào khác. Hôm nay, hắn tu vi đại thành, vậy sơn động ngay khi hắn xuất quan cũng sẽ bị hủy. Hôm nay, ngay cả chỗ đặt chân hắn cũng chưa có. Lưu Phong nao nao, nhất thời cảm thấy vui vẻ, lão tặc này bế quan đã lâu, đối với thế giới này còn xa lạ, muốn tìm người để dưa dẫm. Tuyệt tình đại ca, nếu không thì như vậy đi. Lưu Phong suy nghĩ một chút, thật tâm nói, tuyệt tình đại ca, ta xem người vừa mới xuất quan, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là chưa tìm được chỗ dừng chân. Không bằng tiểu đệ an bài cho người một chỗ ở. Ngoài ra, tuyệt sắc đại ca sớm muộn cũng tìm đến ta, đến lúc đó các người có thể gặp nhau, khỏi cần người phải chạy loạn xung quanh. Tuyệt tình mỉm cười, thầm nghĩ, tiểu tử này cũng tốt. Đã như vậy thì còn gì bằng. Tuyệt tình mỉm cười, bất quá. Lưu Phong nghiêm trang nói, tuyệt tình đại ca, có một số việc trước tiên ta phải nói rõ ràng với người. Ta bây giờ đang cùng một số người đối đầu.
cho nên trang viện của ta cũng có chút không an toàn. Có thể Cừu gia sẽ thường xuyên tìm tới cửa, người xem người có thể ở lại không. Tuyệt Tình sắc mặt biến đổi, hừ lạnh một tiếng nói, tiểu huynh đệ, ngươi là có ý tứ gì? Phóng nhãn ra khắp thiên hạ, ngoại trừ Bạch Khiết tiền bối, Tuyệt Tình ta còn sợ ai chứ? Bất kể người nào đến, đại ca cũng sẽ giúp ngươi tiêu diệt hết. Bất quá, chúng ta cũng nên có một thỏa ước, phải có đủ rượu cho ta, mà phải là rượu ngon. Đúng thế, tu vi nguyên thần kỳ đủ để ngạo thị thiên hạ. Đã như vậy, chúng ta quyết định vậy đi. Lưu Phong âm thầm cười trong lòng. Nếu Tuyệt Tình ở chung với mình không phải là lại có thêm một tu chân giả sao? Hơn nữa Tuyệt Tình tu vi cũng không phải là bình thường. Lưu Phong thậm chí đang suy nghĩ, có Tuyệt Tình tọa chấn, Giang Nam Di Hồng Viện đều có thể chuyển tới a. Vương Đông Đông một mực yên lặng không nói gì, toàn bộ câu chuyện được dựng lên, nhìn Lưu Phong và lão nhân đó, trong lòng thầm mắng hèn hạ. Bất quá, nam nhân của mình có thể tìm được một người mạnh như vậy, trong lòng nàng cũng tràn ngập vui mừng. Tiểu huynh đệ, không bằng chúng ta bây giờ đi xem qua trang viện của ngươi đi. Vừa xuất quan, ta cũng có hơi khát nước. Tuyệt Tình trong bụng con sâu rượu đang cắn, không khỏi nhấp nhấp môi. Lưu Phong cười thầm, lão già này quả thật là một quỷ tử. Vậy là tốt rồi, cung cấp rượu không là vấn đề gì, thiên thượng nhân gian thương khố có thể cung cấp đầy đủ. Vị tiểu cô nương này chính là bạn song tu của ngươi. Quay đầu lại, Tuyệt Tình tùy ý nhìn qua Vương Đông Đông. Thật ra khi nhìn thấy tay Vương Đông Đông đang ở cấm địa trên người Lưu Phong, hắn đã biết nàng chính là bạn song tu của Lưu Phong. Nhưng là bây giờ hắn cố ý hỏi như vậy. Vương Đông Đông lớn mật ôm lấy tay Lưu Phong nói, ừm, đúng vậy. Ha ha, Tuyệt Tình đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức cười to, người trẻ tuổi bây giờ và chúng ta trước kia quả là không giống nhau. Dừng một chút, hắn đột nhiên quay đầu lại, hướng Lưu Phong mập mờ cười cười, tiểu huynh đệ, ngươi có song tu tâm pháp hay không? Có muốn ta truyền thụ cho ngươi một bộ không? Chương 448, người yêu trong lòng. Muốn a, sao có thể không muốn chứ? Lưu Phong có rất nhiều nữ nhân, mỗi người tu chân đang lo không có song tu tâm pháp. Lần trước Bạch Khiết truyền thụ cũng chỉ là để chữa thương, còn chuyện tu chân thì không thể được. Nghiêm chỉnh mà nói, nó hoàn toàn không thể sử dụng, phải chính thức có một song tu tâm pháp. Tuyệt Tình từ ánh mắt vội vàng của Lưu Phong có thể nhận ra, đột nhiên cười cười, đi thôi, về trước rồi hãy nói tiếp. Tiểu tử muốn có song tu tâm pháp còn coi ngươi có giác ngộ hay không? Đến tử quán, uống cho sảng khoái rồi nói tiếp. Kinh đô, tại một tú lâu. Khuynh Thành tỷ tỷ, tỷ hình như không thích sự đối đãi ở Thành Sơn. Một nữ nhân mặc bạch y trắng muốt mỉm cười nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mặt hỏi. Nữ nhân được gọi là Khuynh Thành đích thực là một nữ nhân xinh đẹp, khóe mắt có chút kiều mị, con ngươi lộ ra một ánh mắt mê ly. Thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói, Châu Nhi, muội nghĩ làm sao ta có thể thích ở Thánh Sơn được. Châu Nhi cười hi hi nhìn Khuynh Thành nói, Khuynh Thành tỷ tỷ, kỳ thật Châu Nhi cũng không thích ở Thánh Sơn, muội rất chán ghét những nghi thức phiền phức. Ở bên ngoài tốt hơn, ở đây không khí không có mùi máu tươi, cũng không phải cả ngày đối mặt với lão đầu xấu xa đó. Khuynh Thành mỉm cười gật đầu, ta cũng biết là như vậy. Thánh Sơn tranh đấu rất nhiều, đợi ở đó thật sự rất mệt mỏi. Châu Nhi chớp chớp cặp mắt to hỏi, nhưng Khuynh Thành tỷ tỷ, tỷ bây giờ là thánh nữ duy nhất của thánh giáo. Tỷ nên ở lại Thánh Sơn để chủ trì đại cục. Chẳng lẽ tỷ đã quên chí hướng của mình? Khuynh Thành nghe vậy, sắc mặt nhất thời một trận mơ hồ. Châu Nhi, muội còn nhỏ, có một số việc muội còn chưa hiểu được. Lần này ta và Thanh Liên nhiệm vụ thất bại, Thánh Sơn lão già đối với ta đã có ý kiến. Nhất là Thái Thượng Hộ Pháp, ngang nhiên ngay trước mặt ta, quả thật không coi ta ra gì. Châu Nhi trong mắt hiện lên một đạo sát ý, Khuynh Thành tỷ tỷ, nếu có thánh linh tương trợ, Châu Nhi có thể trợ giúp tỷ đánh bại lão đầu xấu xa đó. Khuynh Thành có chút thở dài nói, đáng tiếc, thánh linh cũng không biết đang ở địa phương nào. Nếu không chúng ta đi tìm Khuynh Quốc tỷ tỷ hỏi một chút, tỷ ấy có lẽ biết thánh linh hạ lạc nơi nào. Lão chủ nhân lưu lại quyền thế, không thể để cho lão đầu xấu xa đó cướp đi. Lần trước, Châu Nhi trong lúc vô ý nghe được, lão đầu xấu xa đó muốn một lần nữa thiết lập hữu thánh nữ chức vị tại Thánh Sơn. Châu Nhi chớp đôi mắt to, khờ khạo hỏi. Hư Khuynh Thành cười lạnh một tiếng nói, Châu Nhi, Khuynh Quốc đã không còn là Khuynh Quốc của ngày trước nữa, sợ rằng nàng bây giờ đang tình trạng ý thiếp ở đâu đó. Dừng một chút, Khuynh Thành chăm chú nói,
mẫu thân lưu lại quyền thế cho ta, ai cũng đừng nghĩ có thể cướp đi. Châu Nhi nhìn lên bầu trời một chút, lười nhác nói, Khuynh Thành tỷ tỷ, tỷ và Khuynh Quốc tỷ tỷ vốn đều là thánh nữ, ở lại thánh giáo mới là nơi tốt nhất. Theo lời của thánh giáo, các tỷ có thể hô mưa gọi gió, hưởng đời đời vinh hoa phú quý, như thế nào lại có chuyện lưu luyến thế tục mà bị cuốn vào chốn hồng trần này. Khuynh Thành nhẹ nhàng khe khẽ thở dài, cũng không có trả lời, chuyển mắt nhìn vào bầu trời sâu thẳm, thần tình u oán. Một lúc lâu mới mở miệng nói chuyện, như Khuynh Quốc mà nói, vinh hoa phú quý, quyền thế ngập trời tất cả đều là hư vô. Bây giờ đối với nàng chỉ muốn có cuộc sống yên lặng bình tĩnh. Đáng tiếc, nàng đi theo tên nam nhân xấu xa Lưu Phong, nhất định sẽ không được yên lặng bình tĩnh. Khuynh Thành tỷ tỷ, vậy còn tỷ, tỷ muốn cuộc sống như thế nào? Châu Nhi lạnh nhạt hỏi. Khuynh Thành ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đôi mắt trong suốt như nước, lông mày khe khẽ nhíu, phảng phất một tia thống khổ đọng ở giữa trán, kỳ thật ta cũng không biết. Từ nhỏ đến lớn nàng sống như một cái bóng của Khuynh Quốc. Nhớ kỹ, từ khi hiểu chuyện, nàng đã thề sẽ siêu việt như Khuynh Quốc. Hôm nay, nàng rốt cuộc đã có thể ngang bằng Khuynh Quốc, nhưng là chuyện không đơn giản như vậy. Bởi vì không như ý nguyện có thể kế thừa thánh linh, hơn nữa lần này nhiệm vụ thất bại, địa vị của nàng đã chịu rất nhiều thử thách. Lão đầu xấu xa kia thậm chí còn có kế hoạch một lần nữa lập hữu thánh nữ. Khuynh Thành bây giờ trong lòng rất loạn, nàng thậm chí bắt đầu nghi vấn không biết chính mình mục đích cuối cùng là gì. Lần này sau khi trở về, chứng kiến sự dối trá của Khổng Hậu, nàng thậm chí nghĩ hiểu được lựa chọn của Khuynh Quốc có lẽ là chính xác. Mặc dù đi theo bên người Lưu Phong, nàng chưa chắc có được bình yên tĩnh lặng cuộc sống, nhưng nàng đã tìm được một người làm chỗ dựa. Dùng tên giả Liên Nguyệt cùng Lưu Phong ở cùng một chỗ trong thời gian dài, Khuynh Thành đối với con người của Lưu Phong cũng có chút hiểu rõ. Không tính sự hoa tâm của Lưu Phong, thì hắn đích thực là một nam nhân xứng đáng để phó thác. Cẩn thận suy nghĩ lại, kỳ thật Lưu Phong hoa tâm cũng không có gì, một nam nhân vĩ đại như thế, tuyệt đối không có khả năng một nữ nhân có thể hưởng trọn một mình. Đáng chết chính là Thanh Liên, ngang nhiên dám phản bội ta. Ngang nhiên trở thành nữ nhân của Lưu Phong, Khuynh Thành trong lòng rất bực tức. Nhìn mi mắt Khuynh Thành có chút thống khổ, Châu Nhi nhìn nàng, trong lòng vô số ý niệm thật nhanh lưu chuyện, từ khi có linh thức tới nay, đều ẩn nấp tu luyện trong ý thức hải của Khuynh Thành. Trước kia mặc dù không thể đi ra, cũng không thể nói chuyện, nhưng là có thể thông qua ý thức hải, cảm nhận được nội tâm của Khuynh Thành. Bao nhiêu năm rồi, nội tâm của nàng dao động như vậy là lần đầu tiên, thậm chí còn có chút thống khổ. Khuynh Thành tỷ tỷ, tâm tình của tỷ đang rối loạn. Châu Nhi trầm tư một chút, đột nhiên ngẩng đầu lên nói, Khuynh Thành tỷ tỷ, muội biết tại sao tâm tình của tỷ lại rối loạn. Khuynh Thành lạnh nhạt cười, muội nói xem. Khuynh Thành tỷ tỷ, tỷ đã động chân tình, trong lòng tỷ đã có hình bóng của nam nhân. Châu Nhi mỉm cười nói, ánh mắt hiện lên tia hài hước, hích hích mũi. Khuynh Thành nghe vậy thân thể mềm mại run lên, quay đầu kinh ngạc nhìn Châu Nhi, không tức giận nói, muội là tiểu quỷ đầu, muội nói gì chứ, làm sao như vậy được. Không biết tại sao, mặc dù ngoài miệng phủ nhận, nhưng là trong lòng Khuynh Thành lại có cảm giác kỳ lạ, thậm chí sắc mặt đỏ lên có chút xấu hổ. Như bông hoa tươi kiều diễm trên mặt hiện lên vài tia ửng đỏ. Châu Nhi mặt đầy đắc ý cười cười nói, Khuynh Thành tỷ tỷ, thật không có sao. Tỷ quên là muội chính là ẩn nấp trong ý thức hải của tỷ rất nhiều năm a. Hôm nay, mặc dù chúng ta đã tách rời, nhưng là muội vẫn có thể cảm nhận được tâm ý của tỷ. Khuynh Thành kinh ngạc liếc mắt nhìn Châu Nhi một cái, vẻ mặt trở nên hoảng hốt, Châu Nhi, muội nói xem, tỷ cuối cùng là người như thế nào? Châu Nhi sừng sốt một chút, lập tức cười nói, người tốt, người tốt. Khuynh Thành thở dài một tiếng, thật lâu không có mở miệng, cũng không biết trong lòng đang nghĩ đến cái gì. Châu Nhi thản nhiên cười nói, Khuynh Thành tỷ tỷ, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, trong lòng tỷ có nam nhân là chuyện bình thường. Chỉ là trước khi kế thừa thánh linh, tỷ ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện đó với nam nhân, không đánh mất nguyên âm là được. Khuynh Thành mặt đỏ lên, thấp giọng nói bậy, chỉ có muội với nam nhân mới xảy ra chuyện đó. Châu Nhi cười hắc hắc, vẻ mặt không quan tâm, muội thật ra cũng muốn thử xem, bất quá muội nghĩ, trong thiên hạ cũng không có nam nhân nào chịu nổi hàn khí của muội. Tiểu quỷ đầu, chẳng lẽ ngươi cũng đã động chân tình? Khuynh Thành có chút bất ngờ, lập tức cười nhạo nói. Châu Nhi cũng không quan tâm tới vẻ mặt của Khuynh Thành, thật sự nói,
muội vẫn rất tò mò tại sao Khuynh Quốc tỷ tỷ có thể vì nam nhân mà từ bỏ Thánh Linh. Cho nên, muội muốn thử nghiệm một chút. Khuynh Thành hơi kinh hãi, lập tức hỏi, Châu Nhi, ngươi là muốn giúp ta, phải không? Châu Nhi gật đầu nói, không sai, đúng vậy, lão chủ nhân giao Châu Nhi cho Khuynh Thành tỷ tỷ. Khuynh Thành tỷ tỷ đối với muội như tỷ muội, cho nên muội không đành lòng nhìn tỷ tỷ đi theo con đường của Khuynh Quốc. Châu Nhi, muội không muốn để tỷ trở thành một nữ nhân bình thường sao? Khuynh Thành hỏi. Châu Nhi lắc đầu rồi lại gật đầu nói, từ xuất thân của tỷ mà nói, cuộc sống của tỷ đã không mang ý nghĩa bình thường. Khuynh Thành tỷ tỷ, Khuynh Quốc tỷ tỷ cũng như vậy. Lão chủ nhân lưu lại tất cả, tỷ phải dũng cảm đối mặt. Nếu không sẽ rất có lỗi với lão chủ nhân. Có lẽ thấy không khí có chút buồn bã, Châu Nhi đột nhiên thanh âm lưu chuyển, cười nói, được rồi. Nói cả nửa ngày, tỷ còn chưa nói cho muội biết, tới cùng tỷ vì nam nhân như thế nào đã làm tỷ động tâm. Nói cho muội biết là ai, muội đi đưa hắn về đây, cho tỷ hảo hảo ôm hắn, nhưng không thể cùng hắn làm chuyện kia. Khuynh Thành, mặt đỏ tới mang tai, vội vàng nói, muội là tiểu quỷ đấy, càng nói càng không giống ai, muội nghĩ ta thích ai chứ? Châu Nhi mập mờ cười cười, đến gần Khuynh Thành, quay về lỗ tai nàng khẽ thổi một luồng hơi nóng hỏi, nói nhanh đi, tới cùng là dạng nam nhân nào làm cho tỷ động tâm? Khuynh Thành suy nghĩ một chút, thẹn thùng nói, kỳ thật ta cũng không thể xác định có chính xác là hắn không. Châu Nhi quỷ dị cười, nhẹ giọng hỏi, có phải là Lưu Phong không? Hay, quả nhiên là tiểu tử đó. Châu Nhi hơi kinh hãi, Khuynh Thành tỷ tỷ, xem ra tỷ thật sự đã thích tiểu tử ấy. Nàng cảm giác có chút khó nghĩ, tên nam nhân xấu xa đó có mị lực thế nào, ngang nhiên làm cho hai người, hai thiên tiên nữ tử đồng thời vì hắn mà động tâm. Trước đây là Khuynh Quốc lấy tên giả là Kim Vận, bây giờ ngay cả Khuynh Thành cũng động chân tình. Không được. Châu Nhi trong mắt hiện lên một tia sát ý, Khuynh Thành tỷ tỷ, muội không thể trơ mắt nhìn tỷ trầm luân, muội muốn đi giết Lưu Phong. Các bạn đang nghe chuyện Hy Du Hoa Tùng của tác giả Xích Tuyết tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 449, trở lại Giang Nam. Khuynh Thành trừng mắt liếc nàng một cái, lập tức lạnh lùng nói, muội muốn đi giết Lưu Phong, cẩn thận kẻo Khuynh Quốc liều mạng với muội. Châu Nhi có chút rùng mình, tiến lên kéo ngọc thủ của Khuynh Thành, lạnh nhạt nói, trừ khi tỷ đáp ứng muội, không cùng hắn giao hoan, muội đồng ý cho hai người gặp gỡ. Nếu không, muội sẽ không đồng ý. Khuynh Quốc tỷ tỷ nguyên âm bị phá, kế thừa thánh linh của cơ nghiệp lão chủ nhân chỉ còn dựa vào tỷ. Khuynh Thành nhận thấy sự quan tâm trong lời nói của Châu Nhi, gật đầu, Châu Nhi, kỳ thật muội không cần phải lo lắng, kỳ thật tỷ đối với hắn. Cũng không biết đến tột cùng là cảm giác gì, tỷ cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ, ta căn bản không có gì gọi là yêu, mà chỉ là tò mò. Chính là sự tò mò của nữ nhân đối với nam nhân. Châu Nhi muội đừng suy nghĩ nhiều. Châu Nhi không trả lời, có chút nhíu mày, trong lòng mơ hồ xuất hiện một tia lo lắng. Ai già, chẳng lẽ ta thật sự thích tên tiểu tử thúi kia sao? Trong lòng Khuynh Thành không khỏi nổi lên hình ảnh lúc mình lấy tên giả là Liên Nguyệt, vô ưu vô tư rất là vui sướng, nhất là mỗi ngày cùng ở một chỗ với Lưu Phong, kể chuyện cho nàng nghe. Những cảm giác đó thật sự là quá mỹ diệu. Châu Nhi nhìn bộ dáng ngẩn ngơ của Khuynh Thành, chính là hình dạng của một nữ nhân đang yêu, trong lòng thở dài một tiếng. Nàng biết vị thiếu chủ nhân đã động chân tình, cũng không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu. Khuynh Thành tỷ tỷ, tỷ lại đang nghĩ tới hắn. Châu Nhi nhẹ giọng hỏi. Khuynh Thành lại càng hoảng sợ, cuống quýt lắc đầu, ánh mắt lóe lên thần sắc bối rối. Không có, ta như thế nào lại nhớ tên Lưu Phong? Tên tiểu tử thúi đó chứ, còn nói không có. Tỷ nhìn vẻ mặt của tỷ kìa, cái gì cũng đều hiện rõ lên. Hơn nữa, muội cũng không có. Nói tỷ đang nghĩ tới Lưu Phong. Châu Nhi thở dài một tiếng, Khuynh Thành tỷ tỷ, chuyện này. Khuynh Thành đôi mi thanh tú khẽ run, nhìn Châu Nhi nói, Châu Nhi, muội yên tâm, chuyện này ta tự biết giải quyết. Bất kể nói thế nào, tỷ cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến chuyện kế thừa thánh linh. Châu Nhi trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, gật đầu, Khuynh Thành tỷ tỷ, tỷ nghĩ như vậy muội cũng yên tâm. Kỳ thật, tỷ có thể theo đuổi tình yêu của mình. Chỉ là đừng để mất nguyên âm là được. Tình yêu vô tính. Khuynh Thành đột nhiên trong lòng nảy ra một ý nghĩ. Châu Nhi khẽ dựa vào vai của Khuynh Thành, buồn bã nói, Khuynh Thành tỷ tỷ,
kỳ thật nam nữ yêu nhau, không nhất thiết phải phát sinh chuyện kia. Nếu tỷ thật tâm thích Lưu Phong, tỷ hãy mở rộng tầm mắt mà theo đuổi tình yêu. Không phải chỉ có một lựa chọn là tình yêu vô tính. Khuynh Thành nghe vậy gật đầu, trong mắt hiện lên vài tia vui mừng. Châu Nhi, tin tưởng tỷ tỷ, tỷ sẽ xử lý tốt chuyện này. Châu Nhi ngẩng đầu lên, cười nói, ừm, muội tin tưởng tỷ. Khuynh Thành cười cười ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, âm thầm ngầm thề, tỷ tỷ, muội nhất định lấy được nam nhân của người. Dưới sự hấp dẫn của rượu ngon, tuyệt tình cuối cùng cũng truyền cho Lưu Phong một bộ song tu tâm pháp, hơn nữa đáp ứng tạm thời ở tại thiên thượng nhân gian. Vì thế, Lưu Phong bất quá chỉ nỗ lực một chút, cung cấp đầy đủ rượu ngon, thật là quá lợi ích. Có tuyệt tình vị siêu cấp cao thủ ở đây, Lưu Phong quyết định chuyển Giang Nam Di Hồng Viện về đây. Hiện nay, Kinh Đô mới là địa phương phát triển trọng yếu của hắn. Mang theo Thanh Loan Điểu, Lưu Phong dùng nửa ngày thời gian bay tới Giang Nam. Một người một chim đáp xuống, đầu tiên nhìn thấy là Ân Tố Tố đang ngẩn người đứng ở cửa. Tố Tố, Lưu Phong tiến lên, nhẹ giọng gọi một tiếng. Ân Tố Tố nghe được thanh âm quen thuộc, thân thể nhất thời run lên, quay đầu lại. Một người, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt nàng. Lão công Ân Tố Tố vui mừng kêu, trong ánh mắt tức thì xuất hiện một làn sương mỏng, hai chân như nhũn ra, nhất thời không thể di chuyển được. Tố Tố, bảo bối của ta, lão công đã trở về. Lưu Phong cười hắc hắc bước tới, một tay ôm nữ nhân còn đang ngẩn người vào lòng. Ân Tố Tố ngơ ngác nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời, chỉ là hai tay ôm thật chặt Lưu Phong, sợ buông ra là hắn sẽ biến mất vậy. Dừng một chút, từng giọt nước mắt từ đôi mắt đẫm lệ của Ân Tố Tố rơi xuống, nàng ngẩng đầu lên, cẩn thận hỏi, lão công, ta đang nằm mơ đúng không? Tố Tố bảo bối, là thật không phải mơ đâu. Lưu Phong trong lòng có chút đau xót, cúi đầu hôn lên mắt nàng một cái, một cảm giác chua xót truyền đến. Tố Tố là ta không tốt, mấy ngày này làm nàng chịu khổ rồi. Lưu Phong lấy làm tiếc nói, lão công, thật sự không phải là thiếp đang nằm mơ sao? Ân Tố Tố có chút lo lắng, cũng không dám làm động tác mạnh, sợ thoát, khỏi giấc mơ. Là thật, tiểu bảo bối. Nói xong tay phải của hắn nhẹ nhàng hạ xuống mỹ đồn của nữ nhân, nhẹ nhàng xoa xoa vài cái. Cảm nhận được một cỗ nhiệt khí từ đồn bộ truyền tới, Ân Tố Tố rốt cuộc xác định đây là thật, sự vui mừng ập tới, nghẹn ngào nói, lão công, là thật. Tố Tố, mấy ngày nay cho nàng chịu khổ nhiều rồi. Lưu Phong hổ thẹn tự nói, ta tới đón các nàng đến Kinh Đô. Ân Tố Tố càng thêm vui mừng, nồng nhiệt ôm Lưu Phong vào lòng vui vẻ nói, lão công, chàng thật tốt. A, tiểu bảo bối, nàng cũng thật tốt. Mỹ đồn rất là co giãn. Nói xong bàn tay của Lưu Phong tại Mỹ đồn xoa bóp không ngừng. Ân Tố Tố mỉm cười, sắc mặt có chút hồng, cười khẽ, đáng ghét, chàng là đại sắc lang, vừa tới đã trêu ghẹo người ta. Lưu Phong cười hắc hắc, vô sỉ nói, Tố Tố bảo bối, không phải gần đây đều nghĩ tới ta sao? Nghe Tố Nương tỉ tỉ nói, nàng ngủ mơ đều gọi tên ta. Đáng ghét, ai mà nhớ chàng, kẻ đại sắc lang này chứ? Ân Tố Tố ôn nhu cười mắng, trên mặt nổi lên một màu đỏ ửng, trong con người lộ ra vẻ vui mừng. Lưu Phong cười hì hì nói, Tố Tố bảo bối, Thanh Nghi và Tố Nương tỉ tỉ đâu? Còn có Tiểu Linh Nhi tại sao lại không thấy đâu? Cũng tốt, các nàng đều không có đây, không bằng chúng ta vào phòng ngủ nói chuyện đi. Ân Tố Tố tự nhiên là biết hắn đang muốn gì, sắc mặt có chút đỏ lên, nhẹ giọng nói, ừm, Tố Tố cũng muốn. Lưu Phong âm thầm cười, tiểu biệt thắng tân hôn, đêm nay chính mình phải hưởng thụ a. Tố Tố bảo bối, đêm nay lão công nhất định đem mấy ngày thua thiệt của nàng bù đắp lại. Ân Tố Tố trên mặt hạnh phúc ửng đỏ, nắm chặt eo của Lưu Phong, thân thể ép sát vào người hắn, trong mắt hiện lên sự ngọt ngào. Ngay khi hai người vừa mới đi vào trong phòng, đột nhiên một thanh âm non nớt vang lên, Tố Tố mụ mụ, không cho lấy trộm thức ăn. Chính là Tiểu Linh Nhi. Lưu Phong hơi kinh hãi. Lập tức một trận vui mừng, vội vàng mở cửa, Linh Nhi, ba ba về đây. Ba ba. Linh Nhi cao hứng hô lên một tiếng, nhào vào lồng ngực Lưu Phong, hai tay vòng qua cổ hắn. Dùng thanh âm u oán nói, ba ba hư, đi lâu như vậy mới trở về gặp Linh Nhi không để ý tới ba ba nữa. Nói xong quay đầu đi, không thèm liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái. Lưu Phong mỉm cười, đưa tay béo nhẹ lên mặt Tiểu Linh Nhi một cái, Tiểu Linh Nhi cũng không thèm để ý tới ba ba sao. Ba ba hư.
Tiểu Linh Nhi quay đầu lại, cặp mắt to nhất thời nước mắt chảy ra, không đợi Lưu Phong phản ứng, đã mở miệng hôn lên trán của hắn một cái. Công tử, đúng là người đã về rồi. Ngay lúc này, Liễu Thanh Nghi cũng vội vàng đi tới, cực kỳ kích động nhìn Lưu Phong. Ân Tố Tố mập mờ cười cười, Thanh Nghi tỉ tỉ, vội vã chạy tới như vậy, không phải sợ ta giành lấy một mình chứ? Liễu Thanh Nghi nghe vậy, nhất thời sắc mặt thẹn thùng liếc Tố Tố một cái, đáng ghét, muội muội nói. Bậy, ta cũng không biết công tử trở về, là Linh Nhi tiểu nha đầu này nói cho ta biết. Sau đó tỉ để cho tiểu Linh Nhi chạy đến đây phá đám sao? Ân Tố Tố đi tới đưa tay khẽ chạm vào cổ Liễu Thanh Nghi, nhìn kìa, tỷ đã phá chuyện tốt của muội. Lưu Phong cũng không để ý đến hai nàng đùa giỡn, mà là chăm chú hỏi Linh Nhi, Linh Nhi, con như thế nào biết là ta đã trở về? Con. Linh Nhi chớp chớp đôi mắt to, gãi gãi đầu, cẩn thận suy nghĩ một chút nói, con cũng không biết, dù sao cũng là cảm giác được ba ba trở về. Con cảm giác được lúc nào? Lưu Phong không hiểu được có chút kinh ngạc. Không lẽ thần thức của Tiểu Linh Nhi đạt đến trạng thái cường đại như thế? Ngay khi người và Phi Nhi vừa tiến vào Di Hồng Viện là lúc Linh Nhi biết. Được rồi, Phi Nhi đâu? Linh Nhi rất chăm chú nói, ba ba, đưa Phi Nhi cho con, lát nữa ba ba và hai vị mụ mụ vui đùa, không có thời gian theo con muốn chơi đùa với Phi Nhi. Phi Nhi, Lưu Phong quay đầu lại nhìn, Phi Nhi vừa rồi còn đứng trên vai mình, bây giờ lại không thấy đâu. Ba ba, người giúp Linh Nhi kêu Phi Nhi trở lại đi. Linh Nhi bây giờ có thể bay được, nên có thể bắt rất nhiều sâu cho Phi Nhi ăn. Tiểu Linh Nhi rất là ngây thơ, khờ khạo nói. Chương 450, tâm tư của Liễu Thanh Nghi. Lưu Phong nhất thời hiểu được Phi Nhi, mọi người đối với nó đều bình thường, chỉ có tiểu nha đầu này là bắt nó ăn sâu, nên 36 kế, chạy là thượng sách. Thì ra là vậy. Dưới tác dụng của đồ đằng phong ấn, Lưu Phong có thể cảm giác rõ ràng khí tức của Phi Nhi. Giờ phút này, tên kia đang trốn trên một cây đại thụ trong Di Hồng Viện. À, con nhìn thấy rồi. Ba ba, người và hai vị mụ mụ chơi đùa đi, con đi bắt Phi Nhi trước, cho nó ăn sâu. Nói xong, Tiểu Linh Nhi thoát khỏi lồng ngực của Lưu Phong, nhất thời hóa thành một đạo bạch quang, hướng về phía cây đại thụ kia. Rất nhanh, một tiếng chim kêu phá không truyền đến. Ngẩng đầu lên, Lưu Phong thấy một đạo bạch quang và một đạo thanh quang đang gắt gao dây dưa giữa không trung. Lưu Phong âm thầm ngầm than, lúc này mới cách có vài tháng không gặp, Tiểu Linh Nhi đã có thể đạt tới lực lượng thần kỳ như vậy. Thật sự làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Tiểu Linh Nhi trời xanh linh thể, quả thật là một thiên tài. Tố Tố, Thanh Nghi, Tiểu Linh Nhi thật sự là quá tốt, Lưu Phong cao hứng nói. Liễu Thanh Nghi có chút tự hào, đương nhiên rồi. Phải xem coi đó là nữ nhi của ai chứ. Ân Tố Tố nhất thời cắn miệng, làm nũng ôm lấy cánh tay Lưu Phong. Lão công, ta cũng muốn sanh cho chàng một đứa nhỏ. Sanh một đứa nhỏ thuộc về chúng ta, mạnh hơn cả Tiểu Linh Nhi. Liễu Thanh Nghi nghe vậy, sắc mặt nhất thời trầm xuống, trong lòng không khỏi nhớ tới thân thế của Tiểu Linh Nhi. Nó cuối cùng cũng không phải con của công tử. Nghĩ tới đây, Liễu Thanh Nghi trong lòng đau xót, cũng không nói lời nào, xoay người đi. Ra ngoài, Ân Tố Tố thấy thế, biết là chính mình vừa rồi nói chuyện có chút không ổn, vội vàng buông tay Lưu Phong ra. Chạy tới kéo Liễu Thanh Nghi nói, Thanh Nghi tỷ tỷ, tỷ đang tức giận phải không? Kỳ thật muội vẫn coi Linh Nhi là con của mình. Liễu Thanh Nghi quay đầu mỉm cười, Tố Tố, muội nói gì vậy, tỷ không có việc gì. Công tử tới, muội trước tiên bồi tiếp công tử, tỷ đi xem lại bản thảo của hôm nay. Mấy ngày nay, nhân viên tình báo càng ngày càng bất cẩn, luôn luôn mắc rất nhiều lỗi. Công tử, Thanh Nghi cáo lui trước. Sau khi giải quyết xong các vấn đề của tòa soạn, thiếp sẽ trở lại cùng người. Nói xong Liễu Thanh Nghi quay đầu bỏ đi, thân ảnh có vẻ rất cô đơn. Ân Tố Tố vốn muốn ngăn không cho Liễu Thanh Nghi rời đi, nhưng là nhìn thấy ánh mắt của Lưu Phong, miệng tính nói nhưng không nói nữa, để Thanh Nghi rời đi. Ân Tố Tố vẻ mặt áy náy nhìn mặt Lưu Phong, nhìn giống như một đứa trẻ đã làm chuyện sai trái. Lão công, xin lỗi, thiếp đã nói chuyện làm thương tổn Thanh Nghi tỷ tỷ. Lưu Phong mỉm cười ôn nhu nói, không có việc gì, trước tiên để cho nàng ấy yên tĩnh một chút, lát nữa ta sẽ đi an ủi nàng. Bất quá, Tố Tố, ta rất thích Tiểu Linh Nhi nha đầu kia. Sau này, nàng đối đãi với nó phải giống như đối đãi với chính con ruột của mình. Lão công, ta là do quá lo lắng nên như vậy, đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có thai.
Ân Tố Tố thần sắc có chút lo lắng. Lưu Phong cười cười nói, sanh con là chuyện của hai người. Nàng không có thai, kỳ thực trách nhiệm cũng có phần do ta, nàng cũng không cần tự trách. Sự thật thì Lưu Phong trong lòng đã rõ ràng, hai người không có khả năng có con. Bây giờ, bọn họ đều là người tu chân, bất kể là trứng hay tinh trùng cũng đều là vật chết rồi. Từ góc độ y học hiện đại phân tích, khả năng mang thai của bọn họ là zero. Tiểu Linh Nhi sau khi bắt đầu tu chân, trong cơ thể trời xanh linh lực được kích phát ra, tu vi ngày một tăng nhanh. Đuổi bắt Phi Nhi nửa ngày, cũng không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại tinh thần càng ngày càng hưng phấn hơn. Phi Nhi cũng cố ý trêu đùa Tiểu Linh Nhi, mỗi lần nó tới gần đến nơi thì lại vỗ cánh thật mạnh, rất nhanh bỏ chạy. Sau đó, lại giảm tốc độ lại, dẫn dụ Linh Nhi truy bắt theo. Một người một chim, vui đùa thật là sảng khoái. Liễu Thanh Nghi trở lại phòng của mình, cũng không đi ra ngoài nữa, không biết là đang chỉnh sửa bản thảo hay là đang làm cái gì nữa. Ân Tố Tố gõ cửa hai lần, nàng đều ở trong phòng đáp lại, nói là tới đêm mới chỉnh sửa xong. Lưu Phong biết nàng tâm tư đang không ổn, không để cho Ân Tố Tố quấy rầy nàng nữa, để nàng yên tĩnh một mình. Đến buổi cơm tối, Tố Nương kết thúc huấn luyện phượng vệ. Rốt cục chạy lại đây, hàn huyên một lúc, Tố Nương nói có việc đi trước, cố ý tạo thế giới riêng cho hai người Lưu Phong và Ân Tố Tố. Sắc trời đã tối, trăng sáng nhô lên cao. Ánh trăng từ trên cao chiếu xuống, chiếu lên chiếc giường trong phòng. Lưu Phong và Tố Tố đang yên lặng ôm nhau, hưởng thụ không gian riêng của hai người. Lão công, thiếp và Thanh Nghi tỷ cho xuất bản tạp chí khoa học kỹ thuật, chàng nghĩ như thế nào? Ân Tố Tố cẩn thận nói, mặc dù không kiếm được nhiều tiền bằng báo bát quái, nhưng cuối cùng có thể vì dân chúng làm một chút chuyện. Mấy ngày nay, tạp chí khoa học kỹ thuật xuất bản, dân chúng đón nhận rất tốt. Mặc dù chỉ mới bắt đầu, nhiều người cho là chúng ta nói bậy, mị hoặc dân chúng, nhưng sau khi thử nghiệm, những lời gièm pha ấy đã không còn. Bây giờ, trên thị trường, rất nhiều dân chúng bình thường cũng muốn là những người đầu tiên truyền bá những nghiên cứu này. Cho dù họ không biết chữ, cũng đều nhờ người khác đọc cho nghe. Có đôi khi, thiếp và Thanh Nghi tỷ tỷ cảm thấy giúp đỡ người ta so với kiếm tiền càng vui sướng hơn. Lão công, chàng sẽ không trách chúng ta chứ? Lưu Phong thản nhiên cười nói, rất tốt, nàng nói đúng, kỳ thật kiếm tiền không phải là trọng yếu. Ta chỉ cần các nàng có việc làm, thể nghiệm cảm thấy vui sướng là được. Dừng một chút, Lưu Phong tiếp tục nói, sau này, nếu có chuyện ích lợi cho dân chúng ta cần phải tổn hao nhiều khí lực hơn một chút. Thật chứ? Ân Tố Tố sắc mặt vui vẻ, ngẩng đầu lên, cao hứng nói, thiếp biết lão công là người tốt mà. Lưu Phong mỉm cười gật đầu, nhưng cũng không giải thích dụng ý của mình. Lão công, Tố Tố muốn có con. Ân Tố Tố cười kiều diễm vội vàng nói, trong mắt tràn ngập sự kỳ vọng. Lưu Phong trong lòng vừa động, chậm rãi hướng mặt tới, khe khẽ hôn lên miệng nàng. Ân Tố Tố bộ ngực phập phồng, hơi thở có chút tắc nghẽn, miệng hai người dính chặt vào nhau. Lão công, tối nay chàng phải yêu ta thật tốt, làm cho ta và chàng có một đứa con. Bàn tay nhỏ bé của Ân Tố Tố vuốt ve trên người Lưu Phong, trong miệng lầm bầm nói. Lưu Phong nhẹ nhàng vuốt ve nhũ phong bạo mãn của nàng. Trong lòng thở dài một tiếng, yêu nàng, bồi tiếp nàng cũng không thành vấn đề. Nhưng làm nàng có thai thì không thể, tu chân vốn dĩ là nghịch thiên mà. Nếu nghịch thiên, dĩ nhiên phải trả một cái giá. Chỉ là cái giá của sự tuyệt hậu cũng quá lớn. Bất quá, đã rơi vào trạng thái này rồi, Lưu Phong cũng không còn sự lựa chọn khác. Chỉ là hy vọng tương lai có thể tìm ra biện pháp đền bù cho chuyện này. Lão công, nó lớn lên rồi kìa. Ân Tố Tố đôi tay nhỏ bé không ngừng vuốt ve thân thể Lưu Phong, cuối cùng cũng tiến vào trong nội khố của hắn, bắt được cái bổng bổng đã nóng như lửa. Lớn rồi, bất quá nàng cũng ẩm ướt rồi. Lưu Phong rút ngón tay giữa ra, đưa cho Ân Tố Tố coi chất nhầy dính trên ngón tay hắn. Ân Tố Tố mắt mở to, sắc mặt thoáng thẹn thùng, ánh mắt mê ly nói, lão công, Tố Tố muốn. Vừa nói, bàn tay nhỏ bé của nàng cũng ma sát rất nhanh bổng bổng của hắn, nhất thời làm cho Lưu Phong thở nhẹ vài tiếng, dục hỏa càng thêm trào dâng. Tố bảo bối, tiếp tục đi, cứ như vậy à. Ân Tố Tố vũ mị cười, dịu dàng nói, Tố Tố sẽ không ngừng lại, Tố Tố muốn lão công được thoải mái. Giờ phút này, trong mắt nàng hiện lên một màn sương mù, chủ động di chuyển thân thể, chôn sâu bổng bổng của hắn vào huyệt động. Tức thì Lưu Phong liền cảm giác được bổng bổng của mình một trận ướt át,
được những cơ nhục mềm mại bao quanh. Quả là một cảm giác tuyệt vời, làm người ta tiêu hồn lạc vía. Hai người kích tình tiếp tục duy trì cho tới sau nửa đêm mới dừng lại. Vốn Lưu Phong còn muốn ngủ, nhưng không nghĩ Ân Tố Tố lại thúc giục hắn qua phòng Liễu Thanh Nghi xem sao. Nghe Ân Tố Tố giải thích, không thể đối xử bất công với bất cứ ai. Sẵn dịp bóng đêm, Lưu Phong lén lút tiến đến phòng của Liễu Thanh Nghi. Lưu Phong thấy Liễu Thanh Nghi và Tiểu Linh Nhi đang ở cùng một chỗ. Tiểu Linh Nhi thậm chí còn đang phát ra tiếng thở đều đều. Bên cạnh nó Liễu Thanh Nghi cũng tựa hồ đang ngủ, trong phòng hoàn toàn im lặng. Lưu Phong không gây ra tiếng động nào, nhẹ nhàng tiến đến bên giường, tới gần thân thể Liễu Thanh Nhi, đột nhiên phát hiện trên mặt nàng vẫn còn lưu lại vài giọt nước mắt. Lưu Phong trong lòng xúc động, nàng là khóc mệt quá nên thiếp đi. Thanh Nhi, ta căn bản không quan tâm chuyện trước kia, nàng cần gì phải tự mình so đo chuyện trước kia chứ. Lưu Phong thở dài trong lòng một tiếng, nhìn nước mắt trên mặt của nữ nhân, rất là yêu thương. Ba ba, đột nhiên, Tiểu Linh Nhi mơ mơ màng màng xoay người, gọi Lưu Phong một tiếng. Lưu Phong tưởng rằng Tiểu Linh Nhi đã tỉnh lại, nhìn kỹ mới biết, Tiểu Nha Đầu chỉ là nói mớ. Xem ra, Tiểu Nha Đầu bộ dáng khi ngủ cũng thật mê người. Khuôn mặt đầy đặn hồng hào, cái mũi nhỏ nhắn tinh xảo, cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn thật là lộng lẫy, rất là đáng yêu. Các bạn vừa nghe xong tập 45 của bộ truyện Hy Du Hoa Tùng của tác giả Xích Tuyết tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.